Thiện Hà, có nhà không bay? Trời ơi, cửa nẻo để toan ngoác vậy mà không ai lên tiếng vậy? Vận Thiện, trời đất ơi, ý cha cha cha, trời ơi, sao vậy con? Có sao không vậy? Dạ. Nằm nghỉ đi con. Ôi trời ơi, sao vậy? Dạ con không sao. Rồi, lại thằng Thiện nó đánh bay phải không? Cái thằng nó thiệt ác nhân ác đức vậy á, không hiểu sao á, tối ngày nó xuống tay với vợ con nó như vậy hả? Tại hồi hổm anh đi nhậu về đã say mềm rồi, còn bắt Út nhỏ chạy đi mua rượu về cho anh uống tiếp. Con mới vừa lên tiếng cản là anh cầm chổi quýnh con tới tấp à. Cái thằng này từ ngày mà nó ra ngoài làm ăn tới giờ khấm khá được một chút á, bây giờ nhà nó sanh tật hả? Tối ngày đánh đập vợ con như vậy á, nhìn hai mẹ con bay như vậy á, ta cầm nòng không nổi. Con cũng mệt mỏi quá, nếu không viện Út nhỏ chắc con bỏ nhà con trốn đi luôn á, chứ sống gì đâu có nổi đâu. Thôi, dán đi con, nằm đây nghỉ đi. Ủa anh Thiện à? Bữa nay anh Thiện nghe bán đất gì sớm hả? Nói chung hôm nay đắt dữ lắm cho nên là về sớm, sẵn rồi canh me. Không có canh me. Ủa mà cô Nhàn đi đâu vậy giờ? Dạ. Này mà đi đâu vòng vòng đây? Em đem cái mớ trứng gà này ra chợ bán. Vậy hả? Cũng có mấy mối dặn em giờ này. Ta nói ai mà có phước dữ lắm mới có được cô Nhàn. Anh khen vậy là mày mắc cỡ quá. Mà anh không thấy mọi người dèm pha em là bà cô ế chồng hay sao? Bậy bạ. Trời ơi, cô Nhàn đừng có tin lời của thiên hạ dèm pha. Người ta nói này nói nọ nói tầm bậy không à. Thiệt tình. Thôi mà bây giờ không mấy cô ra chợ phải không? Dạ. Để tôi mang cái mớ trứng này giúp giùm cô ra chợ bán nha. Thôi được rồi. Em cầm mỗi ngày cũng quen rồi không sao đâu. Thôi. Em đi trước nha, anh ơi. Cô Nhàn. Dạ. Chưa mở hàng phải không? Dạ. Tôi mà mở hàng á, đảm bảo là bán đắt như tôm tươi vậy đó. Thế không? Bán đắt lắm. Trời, mở hàng bán đắt mà giấu hoài. Vậy anh mua bao nhiêu trứng? Cho tôi 1 chục trứng nha. Dạ. Nè, em á, lấy thêm mấy cái rơm này em để cho anh nghe. Cái gì á, anh đem về nhà hả, là anh không có sợ bị trứng bể. Cô Nhàn ơi, tôi thấy cô chu đáo quá à. Ta nói... người ở đâu mà vừa đẹp người, đẹp nết, chu đáo mà biết mần ăn. Tôi ước gì có được cô làm vợ tôi. Anh Thiện cứ nói quá à. Em cũng ước gì cũng có một người chồng giỏi giang, biết chăm sóc, quan tâm vợ giống như là anh vậy đó. Tôi hả? Dạ. Xong rồi đó anh. Xong rồi. Chưa cho tiền. Gửi tiền cho cô Nhàn để cô Nhàn đi bán nữa chứ. Dạ. Chúc cô Nhàn buôn bán đắt hàng. Có gì ngày mai mình gặp lại nhau thôi. Tôi mở hàng tiếp cho cô. Dạ. Em cảm ơn Thiện. Em đi nghe anh. Cô Nhàn ơi. Gặp lại anh sau nha. Cô Nhàn. Nhàn ơi, Nhàn. Nhàn. Nhàn ơi, đi cẩn thận nha Nhàn. Đẹp quá. Nè Út nhỏ. Dạ. Mày làm gì mày thấy cha mày về mày lắm la lắm lét vậy? Không có chào thưa gì hả? Dạ thưa cha mới về. Nói mày mới thưa hả mày? Mẹ mày đâu rồi? Dạ mẹ con trong bếp. Lui cua trong bếp suốt ngày à.
Đại biểu coi, đứng đó làm gì? Cầm, đem chục trứng này nè, nói mẹ mày luộc đi rồi hồi ăn cơm đi chưa? Dạ. Xong đi đi, đứng đó làm gì? Dạ con nè. Đi đem cho lẹ xong ra quét sân cho tao. Dạ dạ con. Nay nhỏ lạ thiệt nha. Ừ, ăn cơm đi. Nhỏ nhỏ. Dạ. Hồi nãy cha đưa cho mày, cha nói là mày nói với mẹ mày luộc hết cái mớ trứng ở trong cái sọt. Rồi mày có nói với mẹ mày không? Dạ có, con có nói. Bữa nay mình không có uống rượu, tốt quá. Tốt cái gì hả? À, hồi nãy tôi đem về một chục trứng, tôi kêu bà luộc hết đi ăn cơm. Bà nghĩ sao bà luộc có một trứng hả? Hả? Còn chín trứng kia đâu? Đem về cho bà con dòng họ bạn hết được không? Mình nói gì kỳ vậy? Tôi làm gì có bà con dòng họ gì quanh đây đâu mà cho. Mình đem về nhiêu, tôi luộc hết bấy nhiêu mà. Đem về nhiêu hả? Đem về nhiêu hả? Nói cùng cãi hả? Cùng chó nữa hả? Hả? Trời ơi, tôi đâu có biết đâu. Giờ tôi là vợ ông, tôi nói ông phải tin chứ. Tin cái gì mà tin? Đem về một chục trứng, mà bây giờ còn có một trứng duy nhất nè. Là sao? Ai ăn ai nhịn? Hả? Trời ơi, lúc mà ông say xỉn á, ông về nhà ông đánh đập vợ con, ông phá nhà phá cửa sao tôi cũng chịu được hết. Nhưng bây giờ ông đang tỉnh táo mà, thì sao ông không bình tĩnh? Có gì nói chuyện phải quấy với nhau. Ha, bình tĩnh hả? Ý mà nói là lúc mà tôi đánh đập vợ con là lúc tôi say xỉn chứ gì. Còn bây giờ tôi tỉnh mà bà đối xử với tôi như vậy hả? Cho tôi ăn có một trứng vậy hả? Trời ơi, trời ơi. Trứng của anh đi. Mắc mớ gì tự nhiên đưa tôi thì của trứng, ai hả? Thì trứng của anh thì đưa cho anh chứ làm chi. Hồi chiều đó anh rửa tay anh bờ kinh á, thằng con của Tư Ếch nó tái mái tay chân, nó lấy cái vỗ trứng của anh đem đi giấu. Rồi bây giờ nó không dám đem qua trả, nó thập thò trước cửa nhà, nó thấy tôi đi ngang, nó kêu tôi đem đi trả giùm. Trời đất ơi, cái thằng quỷ mày mắc dịch, dám chơi tao hả mày? Trời ơi, con nít mà, nói nó làm chi? Nít cái gì chi? À, nó tái mái hay là ông tái mái đây? Ê, nói chuyện đàng hoàng nha, không lấy đây tôi lấy. Bài, làm bài, ơn bài. Bắt quán cái gì kỳ cục vậy? Tôi có lòng, tôi đem ra tôi trả. Anh còn nói gì nữa là sao? Trời đất ơi là trời, kỳ cục vậy? Trời, cảm ơn. Làm ghê vậy? Không phải thôi. Cảm ơn nhiều nha. Tốt quá à. Trời ơi! Mẹ! Nè! Mẹ ơi! Ba. Mẹ! Mày đứng đây đó! Đứng đây đó! Nhưng mà mẹ của con. Mẹ cái gì mà mẹ? Cứ để cho bà đi đi. Đi vô nhà. Bà. Nhanh lên. Nhanh lên cho mày. Đi đi. Đi cho đã đi. Rồi cũng về à. Xì. Dịch ơi, mày đừng có đi ăn xa quá, coi chừng lại nha. Út nhỏ ơi, Út nhỏ. Mày dạ? Đâu vậy Út nhỏ? Trời đất ơi, cái con quỷ này. Giờ này là bao nhiêu giờ rồi mà mày còn hả để dịch nó ăn uống vậy? Hả? Tại sao không biết về nhà? Dạ trời mới mưa xong, nên con định cho tụi nó ăn no nê một bữa. No cái gì no? Ăn nhiêu đó đã đủ rồi.
lo về nhà dọn dẹp nhà cửa, chiều nay nhà mình có khách á. Có khách? Ủa ai vậy cha? Dì Nhàn ghé qua bên nhà mình ăn cơm. Mà sắp tới chắc chắn là dì Nhàn ở nhà mình luôn rồi đó. Cha định để dì Nhàn ở luôn nhà mình đó cha. Chứ sao, nhà tao mà, tao muốn cho ai ở là quyền của tao. Lo lẹ đi. Nhưng mà còn mẹ con thì sao cha? Mẹ mày hả? Mẹ mày đi lâu quá rồi. Cha ơi, con chắc chắn mẹ con sẽ về mà cha. Về cái gì mà về? Bả sẽ không có về nữa đâu. Mà bả có về đi chăng nữa, tao cũng không cho bả ở đó nữa. Lo lùa dịch nhanh, hiểu chưa? Về nhà con dọn dẹp nhà cửa đó. Về rồi đó hả? Dạ, dạ con chào dì. Ừ. À, đi ra giếng cái nước liền đi, cho đầy cái lu này. Dì để con vào con thay bộ đồ cái xong con ra con gánh liền cho dì thôi, nha. Thôi, khỏi thay đồ, đi liền đi cho lẹ, trễ rồi. Mau lên. Dạ. Sao mình không để cho Út nhỏ nó thay quần thay áo đi, chứ người nó ướt nhẹp, một con gái một đứa ra đường ướt kỳ lắm. Trời đất ơi, nó ướt có làm sao đâu. Mà đêm hôm á, mà tôi để cho nó gánh nước như vậy, hàng xóm dị nghị tôi là mẹ ghẻ con chồng. Trời, từ sáng tới giờ con ta làm cực lực quá rồi, thay cái bộ đồ có sao đâu. À, ý mình nói là tôi mẹ ghẻ con chồng phải không? Đâu có ý đó. Nè, đi đâu vậy? Chưa cơm nước chưa chân mà. Đi qua bên nhà ngọ. Qua ngọ làm gì? Nhậu nữa phải không? Không được đâu hết á. Nè, đừng có quá đáng rồi nha. Bị cấm tôi nhậu, rồi cấm luôn cái chuyện mà tôi qua gặp bạn bè tôi nữa làm sao? Nè, tôi nói cho ông biết nha. Tôi là tôi, không có giống với người vợ hiền nhút nhát nhu nhược của ông đâu nghe chưa. Mà ông muốn làm gì ông làm. Ông đi phải không? Được rồi, tôi đi theo. Để qua bển á, ông gặp thằng nào con nào. Cái gì? Hôm nay quá đáng với chuyện mà muốn đi sao? Theo nữa hả? Sao? Nè, đánh đi, ông đánh đi, ngon đánh đi, đánh đi. Không đi thì không đi. Okay, ghét. Dịch ơi, mẹ ăn cho no đi nha. Để tao còn về nhà tao làm việc nữa. Chứ mà về trễ hả, là dì la tao chết á.
rồi, bà Dịch đi đâu rồi? Mình mà về nhà là dì không để yên cho mình đâu. Phải đi kiếm mới được. Tội nghiệp con gái của mẹ. Mẹ không ngờ con lại sống vất vả và cơ cực như vậy. Mẹ ơi, cha nói mẹ đi luôn không về nên cha mới cưới dì Nhàn. Mẹ, sao mẹ không về với con? Hôm đó mẹ uất ức quá, mẹ hoảng loạn chạy thẳng vào rừng sâu rồi bị sập vào bẫy thú. Cũng may là có già làng cứu mạng đem về đây chạy chữa thuốc thang. Vậy là chân của mẹ bị tật luôn á mẹ. Cứu được cái mạng của mẹ đó là may mắn lắm rồi. Chân của mẹ bị tật nhưng mà chống gậy thì mẹ vẫn đi được, không sao. Con thương mẹ quá à. Mẹ cũng thương con lắm. Sống ở đây nhưng mà không có ngày nào mẹ không nhớ đến con. Mẹ tính là khi nào chân mẹ lành lặn thì mẹ sẽ quay trở lại tìm con. Nhưng mà bây giờ con đã ở đây, ngồi ngay trước mặt mẹ rồi. Mẹ ơi, bây giờ con gặp lại mẹ rồi. Mẹ cho con ở lại đây với mẹ nha. Con sẽ chăm sóc cho mẹ. Tất nhiên là con phải ở lại đây với mẹ chứ. Rồi mẹ sẽ dạy con dệt vải. Cuộc sống của mẹ con mình sẽ không còn cơ cực như xưa nữa đâu. Mẹ ơi, mấy tấm vải này là do mẹ dệt hết rồi. Là mẹ dệt đó. Đẹp quá à. Mà ai dạy mẹ dệt vậy? Chính già làng là người đã dạy mẹ. Sau khi cứu mạng mẹ, người đã cho mẹ chỗ ở này, rồi còn dạy mẹ dệt vải để kiếm sống nữa. Mẹ sẽ may cho con một bộ đồ mới, rồi từ từ mẹ sẽ dạy con dệt vải nữa nha. Thì đó mẹ, thích mà. À, Út nhỏ, nghe mẹ dặn nè. Con có thấy ngôi nhà gỗ nhỏ nhỏ bên đằng kia không? Dạ, con thấy. Nghe mẹ dặn cho kỹ nha. Con tuyệt đối không bao giờ được tự tiện mở cánh cửa đó ra. Ủa sao vậy mẹ? Bộ trong nhà đó có gì hả mẹ? Già làng có nuôi một bầy chó săn, rất là hung dữ. Đối với người mà nó quen hơi thì không sao, nhưng mà đối với người lạ, chúng sẽ xé xác rồi đó. Sao già làng lại nuôi mấy con chó đáng sợ đó vậy mẹ? Già làng nuôi bầy chó đó để chống lại thú dữ. Nhưng mà con yên tâm, khi mà chúng đã quen hơi rồi thì không sao đâu. Biết đâu mai mốt con lại là bạn của chúng nữa. Thì đó mẹ, thích quá à.
Ủa, Út Nhỏ ở đâu? Chưa tìm được nó nữa hả? Trời đất ơi, vậy thì nó đi đâu? Sao không biết tìm nó đi còn ngồi đây? Mấy ngày nay tôi cũng đi tìm nó rồi. Hỏi người này tới người khác mà không biết nó đi đâu nữa. Không biết có chuyện gì xảy ra với con gái của tôi hay không nữa. Tôi nghĩ nó không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. Nó trốn theo bà dịch của tôi luôn rồi. Thôi mà, làm ơn đừng có gieo tiếng oán cho nó có được không? Đây là nhà của nó, mắc mớ gì nó trốn. Thì nó trốn thì khỏi làm việc nữa. Khỏi chăn dịch, khỏi móc lúa, khỏi chặt củi, khỏi gánh nước đủ thứ, khỏi đủ thứ công việc nhà hết trơn á. Khỏi gì? Con tôi mới có mười mấy tuổi à. Biết bao nhiêu công việc mà đổ lên đầu nó làm sao nó chịu cho nổi chứ. Ủa, chứ đổ nào ai? Chẳng lẽ đổ đầu tôi? Nè, bà đừng có quá đáng nha. Quá đáng cái gì? Nè, tôi nói cho ông biết nha. Ông mà không tìm Út Nhỏ gì để cho tôi được á, tôi mà tự tìm ra nó, tôi sẽ cạo đầu của nó, biết sao không? Tại nó ăn cắp đồ của tôi, ông hiểu chưa? Bà dám không? Tôi dám á. Rồi sao? Ông muốn sao? Tìm nó thì tìm nó. Vợ dữ như quỷ vậy. Dìu cha vô nhà đi. Dạ. Cha ơi, cháu chín rồi, cha ăn ngay đi cho nóng. Được rồi, cảm ơn con. Cha đã đối xử tệ bạc với hai mẹ con của con. Bây giờ cha đã hối hận lắm rồi. Tôi tìm được Út Nhỏ rồi. Tôi kêu á là nó về đây ở với tôi mà nó không chịu. Nó nói nó ở với mẹ nó vui hơn. Thôi kệ, nó muốn làm gì nó làm. Ủa? Đâu có được. Không có nó, ai làm việc nhà. Ngày mai ông tới đó kêu nó về. Thì cũng có nói nó chứ. Nó không chịu biết sao giờ. Trời, thôi, 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 được rồi. Để từ từ tôi tính cho nha. Cái ông này. À, mà nè. Ông nói Út Nhỏ lúc rày á, nó dịch giải đẹp lắm phải không? Trời ơi, đẹp dữ lắm rồi nha. Buôn bán rất là đắt. Dệt bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu luôn. Thiệt vậy đó hả? Thiệt chứ, nó khoe với tôi vậy mà. Chẳng bao lâu chắc hai mẹ con họ giàu to lắm đây. Chắc vậy quá. Tôi thấy cái làng nó trù phú dữ lắm nha. Nhà cửa đều khang trang hết nha. Đảm bảo giàu chắc luôn. Vậy hả? Ừ. Vậy sao mua ở đó luôn đi. Nói kỳ cục vậy. Sao ở được ở. Đối xử với hai mẹ con người ta tệ bạc quá mà. Sao mặt mũi nào ở lại với hai mẹ con người ta. Ủa, mày đâu đó? Thì tôi qua bên nhà ông hai. Lâu quá không gặp người ta, hỏi thăm người ta làm ăn có được hay không, buôn bán có được hay không thôi chứ cái gì đâu. Ông, nè, ông.
Trời đất ơi, mỗi lần mà tụi nhắc tới vợ con ông á là ông lãng chỗ khác à. Bực mình à. Nè, còn mày nữa. Nãy giờ mày đứng ở đây á, mày nghe hết rồi phải không? Trời đất ơi, hai ông bà nói chuyện lớn như vậy ai mà không nghe được. À, mà mẹ có tin cái chuyện hai mẹ con Út nhỏ giàu có lên nhờ dịch giải không vậy? Không dám đâu. Cái con nhỏ Út nhỏ đó nó khôn bà cố, nó lấy tiền của nhà mình cho mẹ nó thì có. Ừ, sao mày cũng nghĩ y chang chị mày vậy? À, còn có vụ bày dịch nữa. Chắc chắn là nó đem bày dịch nó đem về cho mẹ nó làm của rồi. Chứ sao mày đi lạc được? Dịch nó cũng biết đường về mà, sao lạc được, đúng không? Đúng rồi đó, chị hai nói đúng đó. À mà nè, vậy bây giờ chị tính sao? Không lẽ chị cứ đứng đây nhìn thấy hai mẹ con nó giàu hơn chị hay sao? Sao có chuyện đó được. Mày để chị mày tính cho. Trời ơi, bà làm gì mà đi mà không đợi tôi cho vậy hả? Trời đất ơi, mày đi lẹ đi. Làm đi chậm vậy? Mà mày tính lẹ sao mày đi chậm mới vậy? Chàng ràng hoài hả? Tí nữa cờ bà nó dồn mày bây giờ nè. Trời đất ơi, đang đi rừng mà bà nói vậy, bà không sợ hả? Sợ gì? Mà nó đi lẹ đi. Mà nè, tới chưa vậy? Tới rồi kìa, phía trước đó, mày thấy hả? Đâu? Kìa. Đó đó hả? Làng đó hả? Mà bà có chắc nó là phải ngồi làng đó không? Chắc chắc rồi, tao hỏi kỹ rồi, tao mới dẫn mày đi chứ. Mệt quá, đi lẹ đi. Mà nè nè, cái tên tôi đâu bà kêu hoài vậy hả? Tôi tên lẹ lắm, tôi lẹ sao được. Bực mình hả? Cậu về đến đây làm gì vậy? Tao tới là hỏi tội mày nè. Mày dám đi chăn dịch của tao, lùa hết cho mẹ mày, để cho mẹ mày làm của hả? Dạ, dạ, dạ không phải đâu gì. Thật sự là ngày hôm đó con ngủ quên. Cái đàn dịch nó chạy vô rừng, con kiếm không được. Mày còn nhỏ mà dám vào mặt tao hả Út nhỉ? Dạ. Bây giờ đem hết giải dốc đồ đạc nè, đem về nhà cho tao, mau lên. Không được, cái này của mẹ con. Dì cho con thời gian đi, con cố gắng con học dệt vải rồi con đem bán, dần dần con trả lại cho dì. Không, không có thời gian gì hết á. Nếu không á, mày theo tao về nhà. Mau lên, mau lên, con đi mau lên. Con muốn ở với mẹ con mà. Út nhỏ. Mẹ. Con cứ để cho cô lấy đi. Con muốn lấy gì á, thì cô lấy hết đi. Lấy xong rồi á, thì cô hãy mau mau rời khỏi đây cho mẹ con tôi được sống yên ổn. Được rồi, chị biết điều đó. Út lẹ. Mau đi kiếm đồ đi, lấy hết cho tao. Ở đây không có gì quý giá hết trơn á, ngoài đống vải này. Biết sơ cái nhà không biết có gì rồi. Mày tìm kỹ chưa? Kỹ rồi, không có gì hết á. À, còn nhà bên kia kìa, mày tìm kỹ chứ vậy? Chưa qua đó. Chưa qua phải không? Đừng đi qua. Đừng. Tôi xin mấy người đừng có vô trong đó. Không cho đi. Không cho đi là chắc để đồ quý giá trong đó rồi. Không, ở trong đó không có gì hết đó. Gì cậu? Đừng có vô trong đó. Em đi. Có chuyện gì vậy? Sao tôi nghe tiếng của nhàn la trong đó? Hả? Có chuyện gì? Họ bị chó săn xé xác rồi. Cha, cha ở lại với mẹ con đi cha. Cha không muốn đâu.
để ở lại đây với hai mẹ con của con được. Cha đã hối hận rất nhiều. Tính tình của cha thì lại gia trưởng, lại ham mê rượu chè. Và cũng chính cha đã làm cho mẹ con phải mang tật suốt cuộc đời này. Và cũng chính cha đã phá tan nát gia đình này. Cha không còn xứng đáng với hai mẹ con của con nữa đâu. Mẹ, cha biết lỗi rồi. Mẹ tha lỗi cho cha nha mẹ. Mẹ cho cha ở lại đây nha mẹ. Cha không còn mặt mũi nào để nhìn mặt hai mẹ con nữa. Cha đi đây. Con nó đã nói vậy rồi, mình hãy ở lại đi. Mình ơi, mình đã tha thứ hết mọi tội lỗi của tôi hả mình? Từ đó ông Thiện chăm chỉ chí thú làm ăn, quên thói bạo hành đánh vợ chửi con. Ông hết lòng yêu thương vợ con. Ông không còn uống rượu say xỉn, kiềm chế được tính nóng nảy, không mắng chửi vợ con để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Ta vừa cứu ngươi, chữa lành vết thương cho ngươi, bây giờ ngươi có thể bay được rồi. Lát nữa ta sẽ thả mày về với trời nghe Kim. Chúc mừng Trần Sinh huynh. Tên của huynh nó nằm trình hình trên cái bảng vàng rồi. Chúc mừng Trần Sinh huynh đã đậu cử nhân nha. Ngươi không nói ta cũng biết. Sao? Tên của ngươi có trên đó không? Bây giờ tên của đệ thì làm gì có trên bảng vàng. Để ăn học chỉ để cha mẹ vui thôi. Chứ con chữ nào biết tên của đệ. Ngươi thiệt là tệ hại. Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, không chịu học hành. Nè, uống đi nha. Nó đang chơi chim. Nhưng bây giờ nó nói chuyện với con chim luôn rồi. Đúng là tình yêu. Để ta uống. Mà sao không hiểu, tại sao năm nào hắn cũng giác liều chổng đi thi hết. Kỳ lạ thiệt. Thật là vô phúc cho nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu nổi tiếng giàu có và sinh ra những quý tử thông minh hơn người. Vậy mà tới đời này sinh ra một đứa ngốc nghếch, ngờ nghệch, lại không thông minh nữa chứ. Đúng là cái đồ ăn hại mà. Không hiểu nổi. Triệu Phúc huynh. Huynh có lên coi bảng vàng chưa? Ta thấy hình như có một cái tên, nó là tên của đại huynh ta Triệu Sinh đây đó, đỗ cử nhân đó nghe. Chúc mừng Trần huynh. Ê quê nha, cái này là quê nha. Ta là Trần Ngọc, còn đại huynh của ta là Trần Sinh. Người này mới đỗ cử nhân nè, ta không có đỗ. Quê nha. Chúc mừng Trần Ngọc huynh. Người điên à? Ta là Trần Sinh. Tôi xin lỗi. Không có xin lỗi gì hết. Ngươi đã biết lỗi thì trầu gụ này ngươi phải trả hết. Đúng, ngươi đã phạm húy. Phạm húy á, ở trong thi cử á, là có thể chém đầu á, biết không hả? Ngươi trả trầu rượu này là quá rẻ rồi, biết chưa? Đúng rồi đó. Phạm húy là cái gì vậy? Trời ơi, thằng này cho nó ăn học nó uổng cơm uổng gạo á ta. Mày đi học tới bây giờ mày không biết phạm húy là gì hả mày? Hả? Vậy thôi đi về đó đi, uống rượu đi, trả tiền đi, rồi một hồi ta qua giải thích phạm húy là gì cho ngươi nghe. Tôi không có trả đâu nha. Nè, ngươi đứng càm ràm nữa thì ta cho ngươi trả thêm đó. Ngươi còn đứng đây nữa hả? Tao kêu cả làng tới cho ngươi đãi bây giờ, đi về. Vô đại ca. Bà chủ. Dạ. Ngươi thấy kỳ không? Tự nhiên cái cứ đem mồi màng và rượu ra đây. Rồi cuối cùng chỗ này tính cho tình kia. Bà chủ trả... có mồi màng gì mà đặc biệt không? Có mồi gì? Dạ rượu ngon. Để đem ra luôn. Dạ đem ra hết đi. Bên kia. Dạ kia dạ. Dạ có anh. Vô. Vô. Chúc mừng đại huynh đã trở thành cử nhân nha. Sau này thăng quan tiến chức rồi đừng có quên đệ. Tất nhiên rồi. Vô.
Đại huynh. Hết rượu rồi, kêu thêm đi. Thôi đại huynh ơi, mình uống bao nhiêu đây là đủ rồi. Để mình lấy sức mình về nhà mình còn nhậu tiếp. Vô đại huynh, dạ. Sau này có thăng quan tiến chức thì nhớ tới hiền đệ Trần Ngọc nha. Ừ. Đại huynh. Tất nhiên rồi. Ừ. Tính tiền bà chủ. Có ngay, có ngay. Dạ 50 đồng. Bình rượu này bao nhiêu? Dạ bình rượu này chỉ có 2 đồng. 2 đồng sao tính tôi 50 đồng? Dạ bên kia 48 đồng. Sao tự nhiên tôi phải trả tiền cho luôn bên kia vậy? Dạ tại vì bên kia nói bên này phạm quý. Phạm quý là sao? Dạ phạm quý là nói sai đó. Tôi nói sai cái gì? Dạ nói sai người ta gọi là phạm quý đó. Dạ nói tới đó luôn cũng chỉ có 2 chữ phạm quý thôi. Dạ trả 50 đồng. Không, tôi chỉ trả 2 đồng của tôi thôi. À, dạ thôi khỏi trả 2 đồng. Vậy là thằng này nó còn biết tính. Dạ tính tiền 50 đồng. 50 đồng đúng không? Dạ. Dạ. Bên này là 48 đồng. Dạ. 48 đồng. Đúng rồi bà chủ tính rất rẻ. Vậy tại sao 2 đồng ở đâu ra? Dạ bên kia. Dạ bên kia nó không chịu trả bên này. Vậy thì có bên tính tiền bên kia. Dạ bên kia nó không chịu trả. Đệ. Ừ. Sư ha. Dạ. Lâu. Gian ra bà chủ. Ê ê ê. Ê ê ê. Đâu rồi đâu rồi. Nó đâu. Nó đây nó đây. Ủa. Mày hả mày? Mày ha, mày đứng lên mày, mày đứng lên, hôm nay tao ăn thua đủ với mày, mày là mày ông hết đi. Tao xỉn rồi. Triệu Phúc, bây giờ tao hỏi mày có trả tiền hay là không? Mày, tôi... mày trả không? Tôi không trả. Không trả mày, à... mày không trả có giọng cái này với con mắt mày nè. Trời ơi, cái gì vậy? Ây da, ây da, ông sao? Sau này tránh xa Triệu Lan của ta ra cái chứ. Đúng là Triệu Tan ta là liệu hôn vậy coi coi chấp. Dạ dạ dạ. Bất giận đi về. Đi về. Tránh xa ra nghe chưa bà chú. Dạ. Cái tiền nè. Dạ. Dạ trả nghe nó 1 đồng vậy. 2 đồng. Đi về chồng. Liệu hôn á. Triệu Lan, thiếp xin lỗi chàng, bỏ qua cho thiếp nha chàng. Triệu Lan, tại sao nàng cứ muốn làm ta mất mặt hoài vậy? Để cho bọn họ chơi cười ta là sợ nàng. Nàng hài lòng nàng chưa? Triệu Lan à, tại vì mà tại vì á chàng khờ khảo quá à, nên bị người ta ăn hiếp. Mà mỗi lần mà chàng bị người ta ăn hiếp á thì thiếp phải ra tay cứu vớt chàng. Ta cấm nàng nói ta khờ khảo. Ta không có khờ khảo. Vậy thôi thiếp không nói nữa. Nàng mà nói ta khờ khảo nữa ta sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà. Nàng có nghe rõ chưa? Không nói không nói. Nàng xấu xí. Ta thương tình, ta mới cưới nàng về làm nương tử của ta. Bộ nàng quên rồi sao? Dạ không có. Thiếp không có quên. Thiếp nói chàng nghe này nè. Từ rày về sau á, chàng bỏ cái vụ thi cử đi chàng. Trời ơi từ hồi nào đến giờ á, chàng thi quá trời luôn mà có đậu lần nào đâu. Thi 4 lần rồi. Đừng thi nữa nha chàng. Chàng. Ta nhất định phải thi. Bộ nàng quên lời cha dặn trước khi lâm chung sao? Dòng họ của ta, ông nội của ta là tiến sĩ, cha của ta cũng là tiến sĩ. Tới đời của ta, ít gì ta cũng là cử nhân. Để cho cha ta được nở mày nở mặt nơi chính suối. Bộ nàng quên rồi sao? Ừ hen, thiếp quên. Vậy thôi, từ rại về sau á, chàng cứ ăn xong rồi lo học hành để đi thi cử. Nghe chàng hen. Công việc nhà để đó thiếp lo. Nghe chàng nha. Ừ, thương quá à. Lo thi nha. Mà chỗ rượu. Mà chỗ rượu rượu rượu. Đóng cửa quán rồi, đóng cửa quán rồi. À, sao vậy? Trời ơi còn hỏi sao nữa. Tôi bán cho cậu á, đây rồi lát á, bà vợ la sát của cậu tới đây.
phá nát quán tôi hết làm sao tôi buôn bán được. Thôi thôi cậu đi về tôi đi. Không, bữa trước tôi về tôi nói với vợ tôi rồi, vợ tôi không có như vậy nữa đâu. Vợ cậu là bà la sát đó, từ làng trên xóm dưới ai không biết vợ của cậu là tay võ nghệ cao cường, mà nói chi xa lạ cậu cũng thấy mà đó. Hôm bữa vợ cậu đó đánh cái tụi Trần Sinh á, Nhự Tử đó, cậu có chứng kiến mà. Vợ tôi hứa là mai mốt không có như vậy nữa, mà bán rượu cho tôi đi, tôi trả tiền. À, rồi đợi chút. Cảm ơn bà chủ. Tại huynh hôm nay mình vô mình uống chỗ quắc cái mỏ rồi mình đi về. Trần Quỳnh. Trời ơi, nói nữa kìa. Quỳnh, để đây mà. Vợ mày đâu? Vợ của nhà ngươi đâu? À, bữa nay vợ đệ không có đến. Mày tới số mày rồi. Vợ mày không đến hả? Mày ngồi xuống mày. Dạ. Ê, ai cho ngươi ngồi? Đứng đi. Ta không muốn dính líu tới ngươi. Ừ. Ngươi đi chỗ khác chơi đi. Đi đi. À, cho đệ xin lỗi hai huynh chuyện lần trước. Ngươi muốn xin lỗi đúng không? Ừ. Dạ. Đại huynh thật là cao kiến. Nhìn cái mặt lần này là trời ơi, cái mặt nó thông minh quá. Chắc nó làm được đó. Nè. Ừ. Triệu Phúc, dạ. Nghe cho rõ đây. Nếu ngươi muốn xin lỗi thì đêm nay ngươi đến đền thờ Diêm Vương, mời vị Lục Phán Quan ra ngoài sân uống rượu với chúng ta. Nhớ nha, Lục Phán Quan. Như vậy thì mới chứng tỏ ngươi không phải là kẻ hèn nhát. Chính xác. Hả? Đợi không có hèn nhát, nhưng mà Lục Phán Quan đệ sợ lắm, đệ không dám đâu. Ờ, với lại đêm hôm khuya như vậy đâu có ai dám tới đó đâu. Như vậy ngươi chính là kẻ hèn nhát. À, trời ơi, tại mày không biết đó thôi. Ngày xưa đại huynh của ta nè, đã từng mời Lục Phán Quan ra ngồi nhậu chung. Ông mới truyền đạt kinh nghiệm về thi cử cho đại huynh ta đậu được chức cử nhân. Nếu ngươi không đi, ngươi sẽ trở thành một con rùa rút cánh. Gì? Ai? Làm gì có rùa cánh? Rùa rút cổ. À, rùa rút cổ. Nói tóm lại là rùa rút cánh hay rút cổ. Thôi, ta không muốn nói nhiều với người nữa. Ừ, mặc kệ là cánh hay cổ, nếu người không đi, người sẽ trở thành một kẻ hèn nhát nhất thế gian này, ha đại huynh ha. Đúng rồi đó. Đệ không có hèn nhát. Ừ, vậy ngươi đi đi. Được rồi, để đệ đi. Ừ. Nè. Ê, nè, đại huynh. Nè, nhớ cho kỹ, nếu ngươi làm sai lời hứa thì ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của hai ta. Ừ, không xưng huynh đệ đâu nghe, ngươi phải đi theo hai ta để mà phục vụ đó. Nhớ cho kỹ đó. Ừ, đại biết rồi. Đi đi. Đại đi. Ừ. Ê, hướng này. Nè. Ừ. Bẩm Phán Quan, con là Triệu Phúc, là người Trần mắt thịt. Hôm nay con đến đây không có làm điều gì sằng bậy, chỉ muốn mời Lục vị Phán Quan râu rậm ra ngoài uống rượu với các huynh đệ. Tên ngông cuồng kia, nhà người dám mạo phạm đến thần thánh, ta phải trừng trị nhà ngươi để đời. Con không có dám mạo phạm đến ngài. Con là kẻ đầu óc ngu dốt, thi 4 lần đều bị rớt, bị mọi người chê cười chế nhạo. Hôm nay các huynh đệ kêu con vô đây mời Lục vị Phán Quan ra ngoài uống rượu. Nếu mà con không mời được ngài thì các huynh đệ sẽ bắt con làm trâu làm ngựa để mà say khiến. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là người học trò khờ khạo nhưng được một cái tấm lòng thật thà tốt. Thôi được, ta sẽ cho những người mượn kim thân của ta đem ra ngoài. Xin cảm ơn Phán Quan.
hình như nó đúng là cái thằng này thằng đại ngốc của làng mình, kêu nó khiên quán quan qua mà bây giờ nó cổng ông thần tài ra. Kệ, cũng vui đại huynh, vui con quán có thần tài. Nhà ngươi vừa nói gì? Cặp an bạn phá vào trong chung cũ đi. Lần này nó mới đụng tới thần linh nha. Trời ơi, nó to gan quá. Ủa, hai quên kêu để mời phán quan ra nhậu chung mà. Ta không nhậu gì nữa hết. Bạn phá vào trong chung cũ đi. Đi. Đưa vô chỗ cũ đi. Đi về. Đi không có được. Nó cứng ngắc luôn rồi. Đi về. Hai quên ơi. Rượu đâu? Con xin lỗi phán quan. Bây giờ mời phán quan ra đây mà không có rượu cho phán quan uống. Không mấy, phán quan không chê. Con mời phán quan về nhà của con uống rượu với con. Nhà con lúc nào cũng có rượu ngon để mời phán quan hết. Nhà con ở gần đây nè. Quên cứ uống thoải mái. Ta sẽ đi đậu mà sau khi hoài vẫn không đậu. Đúng là ngươi có một trái tim nhân hậu, nhưng lại không được thông minh sáng suốt thì làm sao thi cử đậu được chứ. Thôi, để ta giúp ngươi một phen. Làm gì vậy? Ta đã xem xét thân thể của đệ, thấy trái tim đệ thiếm khuyết không thông, đệ kém thông minh vì tâm của đệ không có sáng suốt. Ta đã thay cho đệ một trái tim mới của một người thông minh. Khi đệ đã có trái tim mới này thì đệ sẽ được khai thông trí óc. Huynh đã thay tim cho đệ. Xin đa tạ Lục huynh. Khoan, nói chuyện ơn nghĩa, bây giờ phải nằm ngủ một giấc đi. Ta đi cất trái tim của đệ đây. Triệu Lan ơi, Triệu Lan, chàng đâu rồi sao không vô ngủ? Trời ơi, Triệu Lan, dậy, vô phòng ngủ nè, chàng. Triệu Lan! Cái gì? Đang làm cái gì mà la dữ vậy? Ta đang ngủ mà. Trời ơi, Triệu Lan ơi, sao mặt của chàng? Mặt ta sao? Mặt của chàng nhìn sáng láng quá hả? Nhìn đẹp trai quá à. Trời ơi, sao kỳ vậy nè? Xin đa tạ Lục huynh đã giúp đệ. Lục huynh là ai mà Lục huynh sao giúp đệ được? Ta sẽ kể cho nàng nghe. Xong chưa? Dạ xong rồi chàng ơi. Sao lâu quá vậy? Quay tao coi. Xong rồi. Cái gì vậy? Sao bữa nay trang điểm xấu quá vậy? Ăn mặc nữa kìa, không ra cái gì hết. Xấu quá.
Nãy giờ á, thiếp thai á là bộ thứ năm rồi. Hôm nay là lễ hội đình làng của chúng ta. Tất cả các tiểu thư, phu nhân, ai cũng ăn mặc rất là xinh đẹp. Còn nàng kìa, nhìn lại mình đi, ăn mặc thì không giống ai. Thiếp xưa giờ vẫn vậy mà. Từ ngày mà chàng thay đổi thành người khác á, đẹp ra, sáng láng ra, lúc nào chàng cũng chơi thiếp, rồi xa lánh thiếp không à. Thiếp nghĩ á hả, trước sau gì á, chàng cũng đi kiếm thời thiếp mới mà bỏ thiếp à. Cái gì? Đang khóc hay cười vậy? Giờ thiếp khóc. Khóc cái gì mà xấu quá vậy? Xấu. Chàng, thiếp vẫn vậy mà chàng. Tại sao ta có thể chịu đựng sống chung với một người vợ xấu xí mà quê mùa như vậy được? Lục huynh, mời huynh ngồi. À, ta nghe hiền đệ nói là lệ đi dự lễ hội, người ta sao không đi mà ở nhà mặc bụng hiu vậy? Lục huynh, huynh hãy giúp đệ lần này đi, đệ không thể tiếp tục nhìn mặt nương tử xấu xí của đệ nữa. Ngươi định giết nương tử của ngươi hay sao? Ngươi đừng có ác đức như vậy. Nương tử của ngươi tuy mặt mày xấu xí nhưng tánh tình rất tốt. Tốt với ngươi biết là bao nhiêu. Không không, huynh hiểu lầm ý của đệ rồi. Đệ biết nương tử của đệ tánh tình rất là tốt, nhưng ngặt nói mặt mũi quá xấu xí, đi cùng với đệ á đúng là không có tương xứng chút nào cả. Ngươi thật là quá đáng. Ta thấy từ ngày thay thêm cho ngươi, ngươi là sao lãng chuyện học hành, thường xuyên lui tới tủ lầu giao như những người hư hỏng. Kìa Lục huynh, huynh đừng có nặng lời với đệ như vậy được không? Bao nhiêu ngày đệ bị thiên hạ coi thường, trêu chọc là ngu si ngốc nghếch khờ khệch, bây giờ đệ phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Lục huynh, coi như là đệ năn nỉ Lục huynh giúp cho nương tử của đệ. Cô ấy xấu xí, cô ấy cũng buồn lắm chứ. Nói tới nói lùi đệ cũng nhắc tới cái chuyện này. Thôi, được rồi, ta nhớ rồi. Hôm nay có một vị tiểu thơ nhà họ Lê vì hiểu mạng đã qua đời, thì ta phèm nếu được ta sẽ thay đầu cô ấy cho vợ của ngươi. Cảm ơn Lục huynh. Như vậy là bà sắp có vợ đẹp rồi. Con gái Lê Gia hiểu mệnh, chỉ sống tới 25 tuổi rồi qua đời. Trong cái quyển sách này có ghi rõ tất cả sinh tử của mọi người trong thiên hạ và cách cải tử hoàn sinh. Có quyển sách này, ta sẽ đi dự báo sinh tử cho tất cả bá thánh và cải số cho họ. Nhất định ta sẽ được tất cả mọi người kính phục, lúc đó không ai dám coi thường ta nữa. Đầu tiên ta sẽ dùng quyển sách này để cải tử cho các quan ở trong triều đình. Như vậy chẳng phải ta sẽ được nhiều bổng lộc và chức tước sao? Đúng rồi, lúc đó ta đâu cần học hành chi cho mệt ốc. Khủng khiếp quá. Bây giờ thì sự quan đội thủ cấp của nương tử ngươi và tiểu thơ họ Lê. Bây giờ ngươi ở lại đây, lựa lời mà giải thích cho vợ ngươi để vợ ngươi hiểu. Còn ta
đem thủ cấp trả về cho tiểu thơ họ Lê. Ta đi đây. Ngươi đã tìm được thần y cho ta chưa? Dạ thưa lão gia, con tìm được thần y rồi. Ông đâu? Ông ấy cũng đang trên đường sắp tới đây rồi đó. Vậy hả? Dạ. Mà bệnh tình của bà ra sao rồi lão gia? Trời ơi, khổ quá. Lão phu nhân nhà ta nằm mê man 3 ngày rồi. Mà cái tay chân cứ quơ quơ vậy mà miệng nói là cho ta đi theo giới, cho ta đi theo giới, không biết bệnh gì. Lão gia cứ yên tâm đi. Hả? Rồi bà sẽ được chữa khỏi mà. Ồ dạ. Ông thần y này á đã nhận lời rồi á thì dù người có sắp chết cũng sẽ sống lại mà thôi. Trời ơi, ông thần y nào mà tài giỏi quá vậy. Nhưng có điều á là ông thần y này á, ông đầu vàng bạc cao lắm. Ừ, cái đó thì không lo hả? Dạ. Ta trả vàng bạc bao nhiêu cũng được, miễn cứu được cái mạng phu nhân ta thì thôi. Dạ, dạ. Ông ấy đâu? Kìa. Ồ. Ông vô kìa. Xin chào Dương lão gia. Dạ, chào thần y. Thắng Huynh, nhà ngươi thật là quá quắt, dám ăn cắp cái sổ sinh tử mà cải tử hoàn sanh cho những người không tốt. Ngươi làm việc như vậy để cầu mưu danh lợi cho cá nhân riêng mình. Nhà ngươi biết, nhà ngươi làm như vậy ta sẽ bị Diêm Vương chặt đầu hay là không? Kìa Thắng Huynh, sanh tử một ngày trên thế gian có biết bao nhiêu mạng người, đời chỉ cải một người trong quyển sổ này thôi. Diêm Vương ổng làm sao biết được. Huynh đừng có quá lo. Vì vậy nên nhà ngươi lợi dụng việc này để dòi dính tiền bạc địa vị, hèn gì ở trong nhà ngươi vàng bạc chất đầy kho. Ta cho nhà ngươi trái tim để nhà ngươi ăn học cho rạng rỡ dòng họ. Tại sao nhà ngươi đã làm những điều bất nhân như vậy chứ? Kìa Phán Huynh, mình là huynh đệ của nhau, sao huynh lại nặng lời với đệ như vậy? Bây giờ á, đệ vừa giàu có lại thông minh hơn người nữa, chắc chắn sau này cái chức chi phủ sẽ nằm trong tay của đệ thôi. Việc gì đệ phải học hành chi cho cực khổ vậy? Nếu nhà ngươi đã nói như vậy thì kể từ hôm nay tình huynh đệ của chúng ta chấm dứt. Ta rất tiếc đã cho nhà ngươi một trái tim để khai thông trí óc và biết phân biệt lẽ trái của con người. Phan Huynh, bộ huynh nghĩ là huynh lấy quyển sổ này á là đệ không có kiếm ăn được hả? Nói cho huynh biết, đệ đã thuộc nằm lòng tất cả những gì trong quyển sổ này ghi rồi. Huynh không tin chứ gì? Để đọc cho huynh nghe nè. Cái tên Đỗ Minh, nhà của hắn rất là nghèo, không có nơi nương tựa, được cái là chỉ thú sách đèn. Sau này chắc chắn hắn sẽ thi đỗ đạt tới chức khâm sai. Bây giờ đệ sẽ tới tìm hắn để mà cưu mang cho hắn. Sau này hắn đỗ đạt công danh rồi, hắn sẽ đền đáp cho đệ. Bà chủ. Dạ. Bà có biết cô nương kia là ai không? À dạ biết, là thiếp của Triệu Phúc á. Thiếp? Ừ. Là sao vậy? Chuyện là như vậy, là Triệu Phúc có vợ lớn, mà tại vợ lớn xấu quá mới tống cổ vợ lớn ra khỏi nhà, rước ả đó về làm thiếp. Mà ngộ lắm nha, ả này công nhận đẹp hơn vợ lớn, nhưng mà tánh tình y chang nhau, dữ như bà La Sát vậy đó. Nhưng tại sao cô ta lại giống tỷ của ta tới như vậy? Dạ cái đó không biết. Dạ. Nếu như tỷ ta còn sống thì hả sẽ không dám làm chuyện động trai này được. Hoàng tỷ, đúng là tỷ rồi. Đệ nè, mà tại sao mẹ nói tỷ đã chết vậy? Ngươi là ai? Ngươi nhận nhầm người rồi đó. Tao phải tỷ của ngươi. Nhưng mà tỷ của đệ mà, chúng ta là chị em ruột mà. Đệ đây, đệ tánh đây.
Ta nói là ngươi nhận nhầm người rồi. Ta không phải tỷ của ngươi. Tỷ tỷ để gì? Tránh ra cho đi. Không ta đánh nè. Tránh ra. Nhưng này huynh đài, nếu những lời huynh đài nói là sự thật thì ta đây sẽ giúp huynh đài làm sáng tỏ mọi việc, lấy lại danh tính cho đại tỷ của huynh đài. Có thật không? Lê Tánh, ngươi tố cáo Triệu Phúc đã dùng ma thuật vu oan đại tỷ của ngươi, vậy ngươi có bằng chứng gì không? Dạ, bằng chứng thì tôi không có. Nhưng mà tôi chắc chắn đây là đại tỷ của tôi. Dạ bẩm quan, con là vợ của Triệu Phúc, con không quen biết người này. Lê Tánh, người giống người là lẽ thường tình. Nếu ngươi chứng minh được thê tử của Triệu Phúc là đại tỷ của ngươi thì ta mới có thể xét xử được. Dạ xin quan, cho Triệu vào hai nhân chứng. Truyền cho hai nhân chứng vào. Thưa đại nhân, tiện dân là Trần Sinh. Dạ Trần Ngọc. Bái kiến đại nhân. Được. Thế nào? Thưa quan, Lê Tánh đã nhờ tiện dân về quê nhà của huynh ấy để tìm hiểu thực hư và tìm rõ chứng cứ. Thưa quan, vậy ngươi có tìm được chứng cứ gì không? Dạ thưa quan, đúng là đại tỷ của huynh ấy đã chết cách này 3 tháng, nhưng mà đã qua đời rồi à? Nhưng sao ngươi không nói tiếp? Thưa quan, sau khi nghe tiện dân trình bày về việc Lê Huynh đã gặp đại tỷ của huynh ấy thì cha mẹ của Lê Huynh đã cho đào mồ tiểu thư lên và phát hiện đầu của tiểu thư đã bị mất và thay vào đó là đầu của một người khác. Thưa quan, đầu của người khác là ai ngươi biết không? Thưa quan, cái đầu đó hiện giờ vẫn đang bọc kín và chờ sự cho phép của quan sở tại được mở ra. Nhưng mà tiện dân nghĩ... Ngươi cứ nói tiếp. Thưa quan, tất cả chuyện này là do tên Triệu Phúc đã dùng tà thuật để đổi đầu của tiểu thư họ Lê vào người của nương tử hắn, vì nương tử của hắn có khuôn mặt rất là xấu xí. Thưa quan, dạ chuyện này con có thể làm chứng. Thưa quan, vì con đã một lần giáp mặt với vợ y. Bẩm quan, tên này không có chứng cứ, còn ăn nói hàm hồ. Hắn không có chứng cứ để chứng minh nương tử của Thảo Dân là con gái của Lê Gia. Thảo Dân không phục. Thưa đại nhân, có người nhà của Lê Gia xin cầu kiến. Được, chơi vào đi. Dạ. Dạ, bẩm quan lớn, con là người nuôi dạy tiểu thơ từ nhỏ, nghe tin tiểu thơ còn sống nên con đến để gặp mặt. Được, vậy bà hãy nhìn người phụ nữ kia coi có quen biết gì không. Dạ đúng rồi, đúng là tiểu thơ nhà con rồi quan. Đúng là thân người có thay đổi, nhưng gương mặt thì đúng y như tạc. À, phía sau tay trái của tiểu thơ có một nút ruồi son. À, dạ đúng rồi, đúng là tiểu thơ nhà con rồi quan. Dạ bẩm quan, bà ấy nhận làm người rồi. Tôi và tiểu thơ nhà bà. Bằng chứng đã rõ ràng rồi, tên Triệu Phúc đã dùng tà thuật đổi đầu tiểu thơ của nhà họ Lê. Ta sẽ yêu cầu chuyển xác và cái đầu kia đến để nhận dạng. Nếu đúng là đầu nương tử của nhà ngươi, ngươi sẽ bị chém đầu vì tội dám dùng tà thuật để hại người. Lính đâu? Giam hai tên này vào ngục để chờ xét xử. Bẩm quan, quan cho tôi. Tôi không có làm chuyện này. Tôi không có dùng tà thuật. Tôi không có đổi đầu con gái của Lê Gia. Tất cả chuyện này là do phán quan làm. Mong quan xem xét. Xin quan xem xét lại. Phán quan là ai? Dạ bẩm quan, phán quan là Lục Phán Quan, cai quản sổ sách sinh tử ở đền thờ Diêm Vương. Chính phán quan đã thay tim cho con để con được thông minh trí tuệ, và ngài cũng đổi đầu cho vợ của con. Và tất cả những chuyện cải tử hoàn sinh là do con có được từ quyển sổ sinh tử của phán quan, cho nên con chỉ biết trước chứ con không biết tà thuật gì cả. Chuyện là như thế này thưa quan. Nói
phán quan có thể hiện thân thành người kết bạn cùng uống rượu với ngươi. Câu chuyện thật là quan đường, nhưng ta cho ngươi một cơ hội sống. Nếu phán quan xuất hiện ở đây cho mọi người thấy, sẽ chứng minh được lời ngươi nói là sự thật. Dạ dạ. Lục Huynh ơi, Huynh hãy xuất hiện đi, hãy xuất hiện để cứu đệ đi. Lục Huynh, Lục Phán Quan, xuất hiện chú cung con đi. Lục Phán Quan, xuất Lục hiện Huynh đi ơi. Thôi đủ rồi, đem hai tên xảo trá này giáp vào ngục cho ta. Đây, đại nhân, Quan Quận. Quan quá Quan, tha cho tụi con. Quan quá Quan ơi. Lục Huynh, Huynh đã xuất hiện rồi, Huynh hãy mau cứu vợ của đệ đi. Ta cho nhà ngươi trái tim để cho nhà ngươi bất ngờ ngợt vậy để thực hiện ý nguyện đổ đạt thành danh. Nhưng sau khi ngươi đã khôn ngoan rồi, ngươi lại giở trò tráo trở lừa thầy phản bạn, hậu quả đó chính nhà ngươi gây ra thì tử nhà ngươi phải gánh chịu. Ta không thể nào cứu được rồi. Lục Phán Quan, Triệu Lan đã biết lỗi rồi, xin ngài hãy cứu chúng con. Mong người hãy cứu vợ chồng tôi, xin người. Ta chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Cách gì? Trả lại trái tim cho ngươi, trả lại cái đầu cho đương tử ngươi, và lấy cái đầu của đương tử ngươi trả lại cho tiểu thư nhà họ Lê. Như vậy tất cả mới trở về y như cũ. Có nghĩa là tôi trở thành kẻ ngờ ngạch. Như vậy nhà ngươi có bằng lòng trở lại như cũ hay là không? Con bằng lòng. Thưa Phán Quan, con bằng lòng. Tôi Triệu Lan trước đây khờ khạo, như là người hiền lành, tốt bụng. Xin Phán Quan hãy trả lại Triệu Lan của ngày xưa. Được. Lục Phán Quan kết tình bạn cũ với Triệu Phúc, cả hai rất tâm đầu ý hợp. Lục Phán Quan uống rượu rất hảo, mỗi lần uống là liên tục cả chục chén mới thôi. Chỉ vài lần là Triệu Phúc đã say mềm, ngủ mê mệt. Lúc tỉnh dậy thì chỉ còn ngọn đèn mà Lục Phán Quan đã đi. Cái vòng hoa này mà đội lên đầu Xuân chắc là nàng sẽ đẹp lắm. Nàng sẽ giống như một cô công chúa. Ta là cướp đây. Bao nhiêu ngân lượng trong người, đưa hết ra cho ta. Người bước tới là ta đánh đó nha. Nàng tưởng sức của nàng đánh được ta sao? Đưa đây. Nè. Trời ơi, sao ghẹo tôi hoài vậy? Có ghẹo mới biết nàng dữ như vậy đó. Xuân nè, tặng nàng nè. Wow. Nàng đẹp lắm, giống như công chúa vậy đó. Ta vui lắm khi gặp nàng đó. Chết rồi. Hả? Bà ngoại đi thế sao đó? Ngoại hả? Dạ. Tôi chết rồi. Ta tới nhà gặp nàng mà không gặp, tính ra đây có chuyện muốn nói với nàng. Bộ có chuyện quan trọng sao mình chẳng gấp vậy? Có. Chiều nay tới chỗ hẹn cũ sau giường nha. Dạ dạ. Ta đợi nàng ở đó công chúa. Dạ. Ta đi nha công chúa. Ta đi nha. Dạ dạ. Mẹ con Xuân ơi, chết rồi. Chết? Ai chết vậy mẹ? Không có ai chết hết á, nhưng mà cái chuyện này là chết chắc rồi. Trời sao? Cái chuyện này tao nghi lâu lắm rồi, bây giờ là không có sai chạy chỗ nào hết á. Mẹ bình tĩnh đi. Mẹ nói cho con nghe, có chuyện gì vậy mẹ? Con Xuân với cậu Anh Quốc đó. Dạ. Hai đứa nó có tình ý với nhau. Hơi. Con tưởng chuyện gì mới làm con hết hồn à. Mẹ ơi, mẹ quên là cháu ngoại của mẹ đã đến tuổi lấy chồng rồi hay sao?
Với lại con thấy cậu Anh Quốc á, tuy còn nhỏ nhưng mà rất là chững chạc. Với lại nó cũng là con nhà gia giáo. Hai đứa nó đẹp đôi đó mẹ. Nếu như vậy thì mẹ nói để làm cái gì? Nhưng mà đằng này đó, cậu Anh Quốc á, lên đường đi giết giặc theo lời kêu gọi của nhà vua đó. Mẹ nói làm sao? Cậu ấy đi lính hả mẹ? Ừ. Lại một người lính nữa sao? Không, không, con không bao giờ chấp nhận cho con gái của con lấy một người lính nào đâu mẹ ơi. Cuộc đời của con lấy chồng là một người lính, con khổ sở nhiều lắm rồi mẹ ơi. Mẹ có hơn gì con đâu. Cha con cũng là một người lính, lên đường đi giết giặc. Mẹ ở nhà chờ đợi mà cha con đi mãi không có về. Còn con, ngày đón chồng con trở về, con cũng đã cố nén nuốt nước mắt vào trong lòng để không cho một ai biết. Áo mão cân đai bỗng lòng vua bác, tất cả đều rất đẹp. Nhưng mà thời gian đã làm cho mái tóc con ngã xương luôn rồi mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi, không lẽ bây giờ để bất hạnh đổ lên đầu con gái của con sao mẹ? Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Phải làm sao đây mẹ? Cậu Anh Quốc với con Xuân nó chơi với nhau từ thời còn để trộm, bây giờ làm sao mình ngăn cản được đi con? Đặng này nè. Nhìn thấy hoa đẹp không? Ta đến trễ, ta xin lỗi nghe. Này giận ta. Em cũng vừa mới đến. Chàng à, chàng sắp lên đường thật sao? Nàng nghe chuyện đó rồi sao? Nàng biết không, nước nhà đang có biến. Lệnh của nhà vua ban ra, toàn bộ trai tráng trong làng phải lên đường giết giặc. Đó là trách nhiệm thiêng liêng của phận làm trai, thì làm sao ta có thể cãi lệnh được? Nhưng chàng đang ôn luyện kinh sử để chuẩn bị lên kinh thành ứng thí kia mà. Bây giờ chàng bỏ tất cả để lên đường giết giặc ư? Không phải bỏ, mà ta tạm gác lại. Phận làm trai, làm sao ta có sống hèn hạ như vậy? Trong khi nước nhà đã gặp biến, làm sao ta có thể ngồi yên mà ôn luyện kinh sử? Nàng biết không, ta muốn được xông pha giết giặc. Ngày trước là ông ngoại em, rồi sau đó là cha em đều lần lượt đi lính. Bà ngoại và mẹ của em đều mòn mỏi chờ đợi ngày họ trở về. Đời lính là vậy, cuộc sống rầy đây mai đó. Nàng cũng nói, ông ngoại nàng thì có bà ngoại chờ đợi, cha nàng thì có mẹ chờ đợi. Vậy còn nàng, nàng có chờ đợi ta không? Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, gắn bó với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Em rất hãnh diện khi có người yêu sống có lý tưởng,
có khí phách, sẵn sàng xả thân vì tổ quốc như chàng. Nàng nói sao? Nàng hạnh diện gì ta? Nàng sao ủng hộ ta lên đường giết giặc? Cảm ơn nàng, ta vui lắm. Nhưng mà nàng vẫn chưa trả lời ta. Nàng có đồng ý chờ đợi ta không? Em sẽ chờ. Chàng hãy yên lòng, em nguyện một lòng chung thủy, chờ đợi ngày chàng trở về đoàn viên. Cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng nhiều lắm. Như vậy là ta đã yên lòng lên đường rồi. Nàng yên tâm, cho dù da ngựa bọc thay, ta vẫn quyết tâm xông pha. Ta sẽ giành thắng lợi, và nhất định ta sẽ quay về đây tìm nàng. Ông ơi, cháu gái của ông nó đã chọn con đường mà tôi đi ngày trước. Ngày ông ra trận, tôi ở nhà ông cũng chờ đợi, mà ông đi mãi ông mới về. Số kiếp của mẹ con tôi là như vậy. Xin ông hãy phù hộ cho cháu gái của ông và cho phù hộ cho thằng bé nó mau trở về nha ông. Tất cả là tại mẹ. Mẹ đã truyền cho con cái dòng máu tử trần. Bây giờ con thiên lại cho con gái của con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã giữ gìn không cho con Xuân nó nói chuyện với bất cứ một người lính nào. Nhưng có lẽ số phận của mẹ con ta là như vậy đó. Mẹ nghĩ nếu bây giờ cha con mà sống lại mà đi ra trận thì mẹ cũng ở nhà chờ đợi cha con. Thôi, hai mẹ con đừng có cắn nắng với nhau nữa. Bây giờ hãy cầu mong cho con ấy mau trở về.
cô. Cô ra đình làng chơi với con đi cô. Ở ngoài đó đang có hội á, vui lắm á cô. Tụi con còn trẻ, ra đó chơi đi. Cô già rồi không có thích đến mấy cái chỗ hội hè đông đúc nữa đâu. Cô đó, con thấy cô suốt ngày á cứ ở nhà thui thủi con mình nè. Bởi vậy con mới rủ cô đi chơi chung với con. Đi đi cô. Cô ở một mình quen rồi, không cần phải lo cho cô. Đi đi con, ra chơi với mấy bạn đi nhé. Mà cô. Cô. Vậy sao cô không chịu lấy chồng đi? Ông ngoại con nói á, cô mà cứ ở như vậy hoài rồi mấy mốt cô già nè, không có ai chăm sóc, khổ lắm á cô. Thì bây giờ cô già rồi, ai mà thèm lấy cô nữa. Cô nói làm sao, chứ con thấy cô vẫn rất là đẹp. Mà con nghe ông ngoại con nói là cô không chịu lấy chồng tại vì cô đang chờ một người lính. Mà ông ngoại con còn nói là cái người lính đó đó đi luôn rồi, không có về đâu. À, chuyện đó cũng qua lâu rồi. Cô bây giờ cũng không có còn chờ chú ấy nữa. Mà thôi, con đi ra ngoài đi chơi đi. Cô không có đi đâu. Cô còn phải xong cái đống đồ này cho heo ăn nữa. Đó, con heo rồi, nồi cắm heo rồi, khét hết trơn rồi. Đi đi con, đi đi, đi đi. Nha. Cô. Đi chơi đi. Cô. Cô Xuân ơi, cô Xuân. Có người tìm cô nè. Cô ra đi mau đi. Ta đây, anh Quốc đây. Người yêu của cô Xuân về rồi. Để con đi nói với ông ngoại. Ông ngoại mà biết người yêu của cô Xuân về, ông ngoại con vui lắm á. Ta được đồng tuổi hơn 17 năm trời. Nàng có biết khoảng thời gian đó ta nhớ nàng nhiều lắm. Nàng ta quay trở về, ta được biết là nàng vẫn chờ đợi ta. Ta vui mừng không xiết. Đâu 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 đâu, cậu anh mất đâu? Trời ơi, cậu về rồi sao? Cậu đi đâu mà biệt biệt suốt mười mấy năm trời không một tin tức. Cậu có biết là cô Xuân đã chờ đợi cậu hết cả thời son sắt rồi, cậu có biết không? Mời chú ngồi. Mời mọi người ngồi. Cậu đi đâu mà biệt biệt suốt mười mấy năm trời? Ở đây ai cũng trông chờ cậu hết á. Sao cậu kể cho chúng tôi nghe đi. Nhà vua thích sông pha y ngựa, mải mê với các cuộc chiến triền miên để mở rộng biên cương bờ cõi, tăng cường quyền quy thế lực của ngài. Vì vậy chiến tranh đối với ngài không bao giờ là kết thúc, hòa bình chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vậy hết đợt lính này ra trận trở về, rồi lại một đợt lính mới lên đường. Cuộc sống thanh bình của người dân thật là quá hiếm hoi. Tôi chỉ chinh chiến vài năm, sau đó được nhà vua rút về làm cận thần của ngài. Ngày đêm túc trực bên ngài không rời nửa bước. Chính vì vậy tôi cũng không có thời gian quay về quê thăm người. Cậu được làm hầu cận của quân vương, cậu thật là tài giỏi. Hèn chi cậu đi biển biệt đến giờ này mới trở về. Bà và mẹ của cô Xuân ơi, thật chẳng uổng công cô Xuân chờ đợi. Bây giờ cậu ấy đã lập được công danh rạng rỡ rồi kia kìa. Ông ơi, người yêu của cô Xuân đã trở về. Vậy là cô Xuân sắp lấy chồng phải không ông? Ừ, còn sắp cái gì nữa, phải tổ chức lễ cưới ngay thôi. Đôi tình nhân chung thủy này đã chờ đợi lẫn nhau lâu quá rồi, phải không mọi người? À.
con thơ người ơi. À, chúc mừng cậu. Chúc mừng, mời. Mười mấy năm trời được làm hầu cận với nhà vua, chắc cậu lập được nhiều chiến công hiển hách lắm. Đâu, cậu kể cho chúng tôi nghe đi. Chiến công hiển hách? Ta không biết chiến công hiển hách là gì. Bởi vì ta là người cận kề của nhà vua. Vậy không rời ngài nửa bước. Khi đất nước còn vật vã, ta sẽ dùng tấm thân này che chở, bảo vệ cho ngài. Còn khi đất nước yên bình, ta là người giữ quyền quy tối hậu cho ngài. Còn thanh kiếm này thì chém tất cả những ai không tuân theo lệnh ngài. Không lẽ việc của cận thần chỉ có chém người không hay sao? Đúng. Tất cả những ai không tuân theo lệnh đức vua đều bị chém hết. Những người dân giả bình thường xa lạ thì sẽ bị chém bay đầu ngay tức khắc. Còn hoàng thân quốc thích sẽ có một cái chết êm dịu hơn. Thật không ngờ một chàng thư sinh hiền lành lại có khí phách hơn người. Thật đáng ngưỡng mộ, đáng ngưỡng mộ. Còn cái đai vàng này chắc quý lắm phải không? Ồ. Cho thấy lúc nào ngài cũng mang nó bên mình. Đẹp. Đẹp quá. Đúng. Đây là cái đai vàng do nhà vua ban tặng cho ta. Ồ, đẹp quá cậu ơi. Nó là phần thưởng vì ta đã đâm sâu lưng người bạn cũ khi hắn ta dám ngăn cản nhà vua ra lệnh chém một đại thần. Tội của ông ta là mắt mờ, trót dâng lên nhà vua một trái táo có sâu. Cái gì? Trót dâng nhà vua một quả táo có sâu mà bị chém đầu hay sao? Dĩ nhiên tất cả những ai làm trái lệnh đức vua đều bị chém bay đầu bởi thanh kiếm của ta. Và sau bữa tiệc đẫm máu đó, đức vua đã ban thưởng cho ta chiếc đai vàng này và cho ta về thăm quê sau mười mấy năm xa cách. Dạ. Yeah. Quá đẹp. Hả? Chết rồi. Ngài ơi, cái đai vàng bị con mèo làm lắm nem rồi. À. Cô làm sao vậy con? Cô không sao. Cô chỉ hơi mệt thôi. Chắc tại mấy bữa nay cô lo chuẩn bị lễ cưới cho nên bị kiệt sức rồi. Thôi để con đưa cô vô trong nghỉ nha. Cô không sao. Cô tự lo cho mình được. Con ra phía sau nhà phụ mọi người dọn dẹp đi con. Ở đằng sau người ta dọn dẹp xong hết rồi. Mà cô biết không, bà con ở ngoài á, ai cũng bàn tán về câu chuyện của cô. Một mối tình chung thủy. Con ước gì sau này con cũng được giống như cô vậy đó. Được chờ người yêu đi lính về. Cho dù có quá lứa lỡ thì á, con cũng chấp nhận. Đừng con. Đừng bắt chước cô. Con phải lấy chồng. Con phải sinh con. Con nghe chưa? Dạ. Tình yêu là phải cả hai người cùng xây đắp. Dạ. Chứ không phải chỉ là đợi chờ trong mòn mỏi đâu con à. Dạ. Cô mệt quá. Cô đi vào trong nghỉ ngơi nha. Dạ. Chẳng lẽ chàng chỉ biết chém giết thôi sao? Suốt bao nhiêu năm trời,
bao nhiêu mạng người đã chết dưới lưỡi kiếm của chàng. Tao vô với nàng đây. Trả chồng là cho ta. Hỡi kẻ giết bạn kia, trước khi bước tới chuồng lưới, hãy trả lại cha cho những đứa con thơ dại của ta. Hãy trả lại chồng cho ta. Có người phụ nữ đằng sau lưng của chàng. Đâu có ai đâu. Sao nàng lại sợ hãi như vậy? Có người phụ nữ mặc đồ đại tang đứng sau lưng của chàng đó. Nàng nói quở gì vậy? Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Đến đây với ta. Máu. Hai tay của chàng dính đầy máu kia. Đừng có máu rồi. Làm gì có máu? Chắc là do nàng phải hợp quá thôi. Nàng hãy vui lên đi. Ngày này không phải là ngày chúng ta chờ đợi lâu lắm rồi sao? Hãy vui lên đi. Cười được nữa. Nhưng bây giờ chàng đã trở về nhà rồi. Chàng đang ở bên cạnh những người thân yêu của mình. Chàng không còn hầu cận nhà vua nữa. Hãy bỏ kiếm xuống. Hãy quên đi hết những mưu toan, những buồn phiền ở trong nội cung. Chàng hãy sống vui vẻ. Cười lên. Cười với em đi mà. Ta gần 20 năm trời. Tại sao lại từ bỏ ta? Tại sao lại xa lánh ta? Nàng ghê tởm ta lắm sao? Tại sao lại bắt ta cười? Ta không còn là một chàng thư sinh ngày xưa nữa. Bây giờ ta là một người đàn ông không biết cười của triều đình. Từ khi bàn tay này nhuốm máu, từ khi đức vua ra lệnh dùng thanh kiếm này giết
hết những kẻ không tuân thượng lệnh. Sau khi chiêu đãi họ một bữa tiệc linh đình đầy sơn hào hải gì, ôi bạn của ta, người bạn đã cùng ta giàu sinh ra tử, chia ngọt xẻ bùi, đất chiến trường. Thì ta đã cầm thanh kiếm này, đánh giúp được bạn của ta. Không một chút gió dữ. Chàng đừng nói nữa, đừng có nói nữa. Em có thể chờ đợi chàng suốt cả một cuộc đời, nhưng em không thể nào chấp nhận được một người chồng lạnh lùng như thế này, thậm chí không biết đến cả nụ cười. Đạt đuổi ta sao? Chỉ vì danh vọng tiền tài mà chàng đã mất đi lý trí. Chàng giết người không gớm tay. Chàng thật sự không còn tính người nữa rồi. Chàng đi đi, chàng hãy đi đi. Trời ơi, ta đã sai, bởi vì ta đã hoa mắt bởi bỗng lòng vua ban, trở thành một người giết người không gớm tay, trở thành một sát thủ máu lạnh từ lúc nào ta không hay biết. Không, ta đã cố gắng, ta đã cố gắng rất nhiều để có vị trí ngày hôm nay. Một cận vệ của nhà vua, nắm quyền sanh sát trong tay, nhưng bù lại ta trở thành một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí không có nụ cười. Để giờ đây, người mà ta thương yêu nhất cũng xa lánh ta, ghê tởm ta. Cái giá quá lớn. Nàng ghê tởm ta lắm đúng không? Đúng không? Trời ơi, tiệc hết rồi. Phần thưởng cuối cùng cho một người lính hơn nửa đời người phục vụ đức vua là đây sao? Là đây sao? Vĩnh biệt nè, vĩnh biệt nè. Cô Xuân ơi. Cứu người đi. Ta không thể nào gỡ tay cô ấy ra được. Thật là lạ lùng. Ta chưa từng thấy người chết mà lấy tay che mặt như vậy bao giờ. Chắc là ý nguyện của cô ấy.
chúng ta hãy tôn trọng ý nguyện để cho cô được an lòng. Xin cảm ơn thầy. Cô Xuân ơi, cô tỉnh lại đi. Cô là người tốt mà, sao cô chết sớm quá vậy? Con, ai cũng có số phận hết con à. Con đừng có khóc nữa, để cho cô ấy ra đi được thanh thản. Cô Xuân, cô Xuân. Cây này là cây gì vậy ta? Cứ như là nó đang mắc cỡ khi có ai đụng vô vậy đó. Nhưng mà sao trước giờ mình chưa thấy cái cây này vậy? Mà sao nó lại mọc ở trên mộ của cô Xuân? Cây này là cây gì vậy? Những chiếc lá khép lại không phải vì e thẹn mà vì sợ hãi. Khi còn đấu tranh tranh giành quyền lực thì sẽ còn chém giết lẫn nhau. Cho nên mỗi một va chạm, mỗi một bước chân tạt ngang đều làm cho những chiếc lá giật mình khép lại. Nỗi sợ hãi của những chiếc lá cũng giống như nỗi niềm của người trinh nữ. Con người yêu xưa đi lính trở về chẳng biết cười. Cô Xuân, cô Xuân, cô Xuân, cô Xuân, có phải là tiếng của cô không cô Xuân? Cô Xuân ơi, cô Xuân. Quà tím giống như áo tím của cô ngày cưới. Người con gái chờ đợi người yêu cho đến lúc quá lứa lỡ thì. Nhưng mà thật bất hạnh cho cô, khi người ấy trở về thì bàn tay đầy máu và gương mặt không biết cười nữa. Cô Xuân, yeah.
sao vậy? Ngồi xuống coi. Giờ đâu chút xíu nha. Chắc em không sao đâu. Thôi anh đừng có bóp nữa. Em bị chật chân rồi nè. Đừng bóp chút xíu. Mà em đi đâu vậy? Cha sai em qua nhà bà Thọ để thu lúa giống. Mà em qua bên bển á, không có ai ở nhà hết, cho nên em đi về. Thôi chết. Về tay không về, cha em có rầy không? Cha em khắc nghiệt với người ăn kẻ ở quá. Em không thích. Nhưng mà em cũng không biết khuyên cha em như thế nào hết đó. Anh thấy á, em không khuyên được ông Phú Hộ đâu. Thôi, trưa rồi, em về nhà đi. Dạ, vậy em về nha. Ừ. Em có đi được không? Chắc không sao đâu. Không được. Để anh dìu em về. Nè, bám vô tay anh. Được không vậy? Từ từ thôi nghe. Ông ơi, ông ơi, là ông ơi, ông ơi. Trời đất ơi, mà cả ngày cứ chui đút vô trong phòng ngủ hoài à. Thiệt tình luôn á. Gì vậy bà? Tôi là con người chứ đâu phải là con chó đâu mà chui qua chui lại. Tôi đi vô phòng tôi ngủ đàng hoàng mà bà nói gì chui. Cái đó tự nghĩ nha, không ai nói mà chó vậy đâu nha. Thiệt tình đó, thiệt tôi chưa thấy ai với ông hết trơn. Hết giờ ngủ sao ngủ nhầm giờ nghiệt không à. Chuyện là tôi muốn ngủ giờ nào tôi ngủ, không có đụng chạm, không mít lòng gì ai thôi. Chứ tự nhiên bà về đây rồi bà réo tôi ra đây bà phá giấc ngủ tôi để bà càm ràm có cái chuyện tôi ngủ thôi đó. Nết ngủ kỳ quá, không giống ai ha. Cho tôi ngứa mắt tôi nói vậy đó. Thấy không, chịu chưa? Về đây báo cho ông hay một tin quan trọng nè. Tin gì? Đối với bà, cuộc đời bà cái gì mà nó vô tới lỗ tai bà là cũng điều quan trọng hết. Rồi bữa nay có cái tin gì quan trọng nữa nói nghe. Ông đuổi ngay thằng Tờ ra khỏi nhà giùm tôi. Tôi thấy bà sờ cái đầu là tôi biết bà bây giờ bà cũng bị khùng. Cái gì khùng? Bà phải biết là cái thằng Tờ nó là cái thằng khỏe mạnh, siêng năng. Trời ơi, nó làm việc gấp 2-3 lần mấy người mà ở đợi cho mình ở đây mà bà kêu tôi đuổi nó là đuổi làm sao? Tôi biết nó khỏe mạnh siêng năng rồi. Nhưng mà tôi không thích nó, tôi không thích chứa nó trong nhà này. Ông làm ơn đuổi nó ra thì như tôi. Đuổi ra khỏi nhà cho tôi. Bây giờ có chuyện gì nè, bà nói có đầu có đuôi cho tôi biết để mà tôi có cách tôi giải quyết. Tự nhiên cứ kêu đuổi, đuổi gì? Đây nè. Vụ gì? Nói cho con tím nhà mình hai đứa nó tù ti tú tí với nhau. Nắm tay nắm chân nhau trên rẫy tôi bắt gặp rõ ràng rồi nè. Trời ơi, tại sao bà không lâu đầu con tím về đây? Bà phải thừa biết á là cái chuyện là tôi đã hứa rồi. Tôi hứa tôi gả nó con trai của ông quan phủ rồi. Tại sao bà để vậy? Trời ơi, nói nhỏ nhỏ tôi. Người ăn kẻ ở trong nhà nhiều lắm. Ngồi xuống nói ha. Trời đất ơi, ông hiểu nết tôi rồi mà ha. Cái cục tức tôi dâng tận ở đây là tôi muốn bay là tôi tát cho đứa một cái. Nhưng mà tôi dằn lại, thấy không? Vì sao? Vì con gái mình, thấy không? Nó mà lỡ vợ bể cái chuyện này ra ha, rồi tới tay con trai quan phủ, rồi tính sao đây? Cho nên ông gấp gấp ông đuổi thằng Tờ ra khỏi nhà. Đừng để cho tình cảm tụi nó tiến tới nữa, thấy không? Ngăn chặn mối tình này cho tôi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ trừng phạt cái thằng người ăn kẻ ở khố rách áo ôm này cho nó biết tay tôi. Thấy không? Trời ơi, ai đời đi làm thuê làm mướn mà muốn yêu con gái ông chủ là sao? Bởi vì cái đồ. Trời ơi, lớn tiếng quá à, làm ơn nhỏ lại. Cái đồ gì ha? Đồ gì cũng đã lỡ dở rồi ha. Cho nên bây giờ mình muốn phải giữ tiếng cho con gái mình ha. Cuối năm nay là quan phủ cho người đem sính lễ qua đây dạm hỏi rồi. Cho nên á, bằng mọi cách phải đuổi thằng Tờ ra khỏi nhà. Đó là mới là yên chuyện đó. Gì vậy? Tự nhiên cười vậy? Trời đất ơi, cái chuyện đang dầu sôi lửa bỏng tự nhiên cười. Nè, nói cho tôi biết cái chuyện gì mà ông cười. Tôi có cách để tôi tống tiễn thằng Tờ một cách êm đềm mà không ai hay biết cái gì hết trơn. Không ơi, cậu uống nước không? Không. Ông ơi. Dạ. Ông Cơ con đi theo ông á. Đi đâu vậy ông?
rồi mày cứ hỏi hoài, mày hỏi tao mất tập trung lại, tao không để ý, tao dắp tao té nha mày. Dạ. Tao biết. Mình đi từ nãy giờ lâu lắm rồi ông ơi. Hỏi nữa à? Tới chưa ông? Giờ mày muốn biết tao đưa mày đi có chuyện gì phải không? Dạ. Hỏi thiệt nè, con ở cho ông ở nay là cũng 7 năm rồi đúng không? Ừ. Hơn 7 năm rồi ông? Hơn 7 năm. Dạ. Ừ. Thời gian con ở với ông là ông thấy ông thương mày quá. Mày siêng năng, mày giỏi giắn, nói thiệt ông thương như con cháu trong nhà vậy. Bây giờ tao tính dẫn mày á. Dạ. Để tao chỉ đất, tao cho đất mày, để mày phát nương mày làm rẫy. Thiệt không? Ờ. Trời ơi, ông nói thiệt không? Thiệt. Ông cho con đất không? Ờ. Ông ơi, đất ở đâu không? Hả? Cậu ông, cái miếng đất này không? Mày làm gì lính quýnh vậy đây nè. Dạ. Đó phía sau dãy núi này cũng có đất của ông nè. Rồi sau cái dãy núi bên đây cũng là đất của ông. Đó rồi sau cái rặng cây này là có một cái dãy núi nữa. Sau cái dãy núi đó là đất của ông. Bây giờ mày ra mày phát quang cái đất đó, mày làm nương làm rẫy mày chịu không? Ông ơi, sao ông không cho con cái miếng đất ở đây được rồi? Sao ông cho muốt đằng sau xa rồi làm chi ông? Cái đằng xa đó nó tốt hơn ở đây. Nhưng nó xa lắm ông ơi. Phải không? Con đi thử rồi. Từ đây mà qua tới đó phải mất 3-4 ngày. Ừ. Mà sợ khi 3-4 ngày chưa tới được phải không? Chê miếng đất đó xa phải không? Dạ đúng rồi ông. Nghe cái chuyện này là mày chê à, chứ không phải do ông nghe. Bắt đầu từ bữa nay là không có được nhắc tới cái chuyện mà đất đai nữa nghe. Ông hứa ông cho tại mày chê á. Dạ thôi ông cái gì, ơi. Cái gì? Ông. Cái gì? Thôi được rồi. Xa cũng được ông. Ừ. Con nhận. Con phá được tới đâu là nương rẫy đất đai đó là của con. Rồi dạ. Con có quyền con trồng trọt nghe không? Dạ. Trời ơi biết đâu vài năm nữa mày thu hoạch được mùa một cái rầu đó mày giàu hơn ông nữa. Vậy ráng làm nha con. Dạ. Dạ. Con đổi ơn ông. Có đất rồi. Mình có đất rồi. Mình có đất rồi. Mình có đất rồi. Ông ơi, chờ con về nha ông ơi. Thưa mẹ con đi. Con ơi, con đừng có đi. Con đừng đi tới cái dãy núi quan đó. Ở đó chỗ là hừng beo cọp rắn không à. Con đi tới đó là làm mồi cho chúng mà thôi. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con biết tự lo cho bản thân mình mà mẹ. Lần này con phải đi phát rừng làm rẫy. Nếu thành công á, mẹ con chúng ta sẽ có đất riêng. Sau đó mình trồng trọt chăn nuôi. Chứ mẹ thấy con đi làm công cho ông trưởng làng, một ngày chỉ có 2 chén gạo, chỉ đủ cho mẹ con mình ăn qua ngày thôi. Nhiều lúc á, con thấy mẹ đau bệnh mà mẹ cắn răng chịu đau, không tiền thuốc thang, con đau lòng lắm mẹ. Con ơi, nhưng mà nhà mình cái cuốc cũng không có, cái rửa cũng không, hai tay không, rồi làm gì được đi con? Cô tím thôi. Dạ con chào bác. Tím. Con thôi á, thôi hai con ngồi chờ cho để mẹ vào trong có chút việc nha. Dạ. Mẹ an lòng nha mẹ. Tím. Dạ. Dạ thôi. Tím ngồi đi. Mình nói chuyện ở đây được rồi. Nghe nói anh sắp vô rừng sâu nguy hiểm, cho nên em mang cái này cho anh nè. Tím mang cho tôi hả? Ừ. Hay quá, cái này rất cần cho tôi. Nhưng mà cái này Tím lấy đi được cha Tím có rầy không? Nhà em có nhiều lắm, em lấy đi 1-2 cái cha em không biết đâu, anh đừng có lo. Tím à, cảm ơn Tím nhiều lắm. Tôi biết là Tím thương tôi. Tôi phải tin tôi nghe. Tôi hứa tôi sẽ cố gắng phá rừng làm rẫy. Tôi sẽ làm ra thóc lúa để nuôi mẹ và cưới Tím. Anh phải cố gắng phá rừng làm rẫy, làm ra thóc lúa để nuôi mẹ của anh nha. Còn về phần em,
em nghĩ cha mẹ của em sẽ không đồng ý gả em cho anh đâu. Tại sao vậy Tiếp? Em nghe nói cha mẹ đã hứa gả em cho con trai của ông quan phủ rồi. Tiếp à, không lẽ Tiếp đồng ý lấy con trai quan phủ sao Tiếp? Dạ không, em sẽ không đồng ý lấy con trai ông quan phủ đâu. Nhưng mà anh cũng đừng có lo cho em nữa, anh phải ráng bảo trọng nha. Em nghe nói trong rừng sâu nguy hiểm lắm, có nhiều thú hoang hung dữ nữa. Tôi biết tự lo cho bản thân mình. Tiếp, chờ tôi nghe. Em phải đi về đây, ở đây lâu cha mà phát hiện thì chết. Anh bảo trọng nha. Tiếp nhất định chờ tôi nha Tiếp. Nhớ chờ tôi nha Tiếp. Khu rừng này rộng lớn thiệt, mình phải phát quang hết chỗ này, mình sẽ có một miếng đất thật là lớn, lúc đó tha hồ trồng trọt chăn nuôi. Đúng là ông Phú ông tốt thiệt đó. Rộng lớn quá, không biết làm sao nhìn bao quát khu đất của mình. Có cách rồi. Bây giờ mình phải khai quang ngay, đất sẽ thuộc về mình. Dừng tay lại. Hả? Cây biết nói hả? Không phải, là ta đây, sắp con nè. Cái ai? Sắp con, mày biết nói à? Ừ. Chàng trai ơi, xin chàng hãy cho loài sóc chúng tôi một ít cây để làm tổ. Rẫy nhà chàng dài hơn rẫy của trưởng làng rồi đó. Rẫy của ta dài hơn rẫy của chủ làng rồi. Đúng là dài hơn thiệt. Được rồi, tôi sẽ yên tâm đi. Cứ yên tâm mà làm tổ, ta không chặt cây nữa đâu. Chàng trai ơi, chàng hãy phát theo chiều ngang đi. Bây giờ thì ngươi đi đi. Không tôi á, ta phát rừng, ngã cây đè lên mình là chết đó. Ta biết rồi, ta đi nha. Sắp biết nói. Chặt theo chiều rộng, chiều rộng. Chàng trai ơi, xin chàng hãy ngừng tay. Ủa? Hả? Mi đang nói chuyện với ta hả? Đúng vậy. Có chuyện gì không? Rẫy của chàng đã rộng gấp đôi rẫy của chủ làng rồi. Thỏ con ta đây chỉ mở cả gối mà vẫn chưa hết. Chàng hãy nhường đất còn lại cho loài thú chúng tôi đi. Đúng rồi, rộng thiệt. Ta mãi mê phá rừng quá, ta không để ý. Mi yên tâm đi, ta không chặt cây nữa đâu. Cứ yên tâm mà sống. Cảm ơn chàng trai, chàng thiệt là tốt bụng. Thôi được rồi, đi đi. Tưởng tao cho đất mày để mày khai khẩn mày làm ăn, mày còn tới đây mày dây tao lúa giống làm sao hả mày? Dạ, con luôn biết ơn ông đã cho con khu rừng đó. Bây giờ con có đất rồi, nhưng mà khổ nổi con muốn gieo trồng mà không có giống thưa ông. Nhà con còn có lúa giống, nhưng mà khổ quá, mẹ con đi đổi lấy gạo ăn hết rồi. Bà con này không có ai hết, chỉ có ông là chủ thân thích thôi. Ông giúp con đi,
ông cho con mượn ít lúa giống, rồi con về con gieo trồng á, rồi con thu hoạch con trả cho ông. Mày là cái đứa siêng năng giỏi giang, vậy là mày khai khẩn, mày cày xới miếng đất mày chắc là tốt lắm phải không? Dạ tốt lắm ông. Ồ được rồi, tao đồng ý, tao cho mày vay. Dạ con nổi hơn ông, nhưng mà lãi là gấp 10 lần nghe. Trời ơi sao cao vậy ông? Không được rồi thôi. Nhưng mà tao nhắc thêm cái nữa nè, là cuối cái vụ mùa này á là mày phải trả hết á, vừa cái vay vừa cái lãi cho tao đầy đủ nghe chưa? Dạ dạ được ông. Bay đâu? Dạ, dạ. Đem hai giả lúa giống ra cho nó. Ông lấy lúa tốt tốt cho con nha ông. Lúa của ông gieo từ xưa giờ mày biết rồi. Dạ. Hạt chắc quá ông ơi. Dạ con đổi ăn không? Chắc chắn á, mùa này á con sẽ bội thu. Con sẽ trả cho ông vốn lần lời luôn. Dạ thưa ông con về. Dạ thưa ông con về. Nè, trời ơi tôi thấy cái nét mặt nó ra nó hớn hở, nó vui vẻ lắm. Ông nghĩ sao mà ông cho nó dai lúa giống vậy hả? Bộ ông nghe thiên hạ đồn là bây giờ nó đang phát rậy rộng lớn hay sao? Ông làm như vậy chẳng khác nào là để cho nó... Tôi không cần nghe ai đồn, mà chính tay tôi nghe cái miệng thằng Tờ nó nói rồi. Đồng ý là nó khai quang đất đai nó rộng tốt, nhưng mà nó không có lúa giống thì nó cũng không làm được cái việc gì. Thấy không? Cũng như là đất chết thôi. Bà có cái tật về tới nhà là ào 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 ào. Không hiểu, chắc là trời không thương mẹ con mình rồi. Chứ lúa giống đã gieo thì phải nảy mầm chứ. Sao mẹ con mình chờ hoài mà không thấy gì hết trơn vậy? Con không biết nữa mẹ. Mẹ, con phải đi gặp ông trưởng làng. Ê, hỏi rõ vụ việc này coi sao. Không được rồi con ơi. Trưởng làng đó là mang tiếng là tham lam độc ác. Con á mà đi nói là lúa không có nảy mầm á, ổng không có tin đâu. Mà coi chừng ổng còn đánh con nữa. Thôi đừng đi con, đừng đi con ơi. Thôi con ơi đừng đi. Mẹ, hả? Mẹ yên tâm đi, con chỉ tới hỏi cho ra rẻ thôi, chứ con đâu bắt đền ổng đâu. Với lại mẹ nghĩ coi, lúa này mẹ con mình đâu có dây của ai khác ngoài ổng. Con nói cũng phải, mẹ con mình chẳng có bà con thân thuộc, hàng xóm thì ai cũng nghèo. Con muốn giúp á thì cũng không có gì để giúp. Mẹ, mẹ đừng có buồn nữa. Mẹ tin con nha, nhất định con sẽ làm được mà mẹ. Bây giờ con cậu mẹ về nhà, khi nào mà lúa trổ bông con sẽ đưa mẹ lên đây. Chứ ở đây á đường thi nước độc không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu. Nghe mẹ, nghe mẹ. Đi con. Mẹ lên con cổng đi. Cái đó là tại trời không có thương mày, cho nên ổng không cho cái hạt lúa mày gieo nó nảy mầm. Chứ mày làm việc với tao là trên 7 năm trời nay, mày thấy không? Có năm nào tao gieo giống mà không nảy mầm không? Dạ. Là tại vì biết sao? Tao lựa những cái lúa giống tốt, ha, chắc, đẹp, để mà tao tích lũy, tao làm giống cho mùa sau phải nảy mầm thôi. Nhưng mà ông ơi, cái giống ông cho con mượn cũng là giống tốt, giống to. Tại sao con gieo đất của con mà nó không nảy mầm ông? Thì tại trời không thương mày chứ sao trăng cái gì nữa, đúng không? Nè, mà cái chuyện lúa mày không nảy mầm là do trời đặt để nghe, tao không có biết cái chuyện đó à. Thôi đi về đi, còn đứng đó làm gì nữa. Dạ. Mà tao quên nữa, nhắc mày nè, cuối cái mùa lúa năm nay á là tao sẽ thu lợi cái vừa số lúa mày dai vừa số lúa mày trả lợi cho tao nghe. Cố gắng mà làm á. Dạ.
Dạ bẩm ông. Sao? Ông thương con thì thương cho chót. Ông cho con dây thêm lúa giống đi ông. Trời. Đã một lần rồi mày không biết sợ hay sao mà còn mượn thêm đợt nữa. Rồi mày mượn đợt nữa mày lấy gì mày trả cho tao? Con tin là đợt này á, ông trời sẽ thương con. Ông trời sẽ cho con lên mầm. Con sẽ có lúa con trả cho ông. Rồi con có lúa con nuôi mẹ con nữa thưa ông. Tao nói trời không thương mày mà mày không tin. Mày vẫn muốn gieo thêm một lần nữa phải không? Dạ. Thôi được rồi, tao sẽ cho nghe. Dạ, con đội ơn ông. Ông thương tình đã giúp con đội ơn ông, con đội ơn ông. Nè, tao là không có thương tình gì mày hết. Sở dĩ tao giúp mày á là có một điều kiện. Dạ, điều kiện gì vậy ông? Nếu mùa tới này á mà mày không trả được lại cho tao á, là tất cả những nương rẫy mà mày phát quang á là nó sẽ thuộc về tao. Mày đồng ý không? Dạ. Nếu mà con không trả được lúa giống của ông với lãi cho ông thì toàn bộ đất đai của con, nương rẫy của con khai hoang thuộc về ông. Sao? Dạ. Nếu mà đồng ý á thì tao kêu người làm của tao nó đem hai dạ lúa ra cho mày, đồng ý không? Dạ con đồng ý. Mày đâu? Dạ. Đem mai dạ lúa ra cho nó mượn. Dạ con đội ơn ông. Con đội ơn ông. Rồi ráng làm cho được mùa này nghe. Dạ. Dạ thưa ông, con về. Đi cẩn thận à, đừng có để đổ à. Coi như cái đó của mày á, đổ thì cũng phải trả lại cho tao à. Tao biết là thế nào mày cũng trở lại mày dai tao một lần nữa, cho nên tao chuẩn bị sẵn đâu đó hết rồi. Mày ngu quá trời ơi, những cái hạt lúa giống đó là tao đã đem tao trụng nước sâu rồi, làm sao mà nó nảy mầm được. Lúa giờ không nảy mầm. Ông trời ơi, ông trời ơi, ông không thương tôi hả ông trời? Ông không cho mẹ con tôi có cơm ăn sao? Cỏ thì ông cho mọc, cây non thì ông cho đâm chồi, còn lúa tôi trồng thì ông không cho nảy mầm. Ông tiệt đường sống của mẹ con tôi sao ông trời? Tội nghiệp chàng trai quá. Không lẽ chúng ta lại đứng nhìn chàng thất bại một lần nữa hay sao? Sóc con. Thỏ con, bạn mau nghĩ cách gì đi. À, tôi đã có cách rồi. Tôi có một cách có thể giúp được chàng trai nè. Cách gì? Đi theo tôi. Hai, ba, đại. Hai, ba, đại. Tại sao cứ chơi người tôi hoài vậy? Tại sao vậy? Cái bầu này kỳ lạ thiệt, mình đã quăng nó đi rồi, nó còn quay lại với mình. Phải rồi, lúa không mọc, mình sẽ trồng bầu. Khi bầu có trái mình sẽ ăn qua ngày và đem ra chợ bán. Bầu ơi, mình giúp ta nha bầu. Bầu ơi, mày hãy thương tao. Ra cây tươi tốt, ra trái sai quả nha.
thành công rồi. Nhiều bầu quá. Ta thành công rồi. Cây bầu đã đâm chồi. Trái bầu. Bầu có trái rồi. Cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông trời. Tôi sống rồi. Tôi sống rồi. Cây bầu này thật thần kỳ. Ta mới trồng được có 2-3 ngày mà dây bầu đã ra nhiều trái như vậy. Được rồi, ta sẽ chờ thêm 2-3 ngày nữa để trái bầu lớn dần. Ta sẽ hái về cho mẹ. Cho nên mẹ vui lắm. Bầu ơi. Bầu ơi. Bầu ơi. Nhiều bầu quá. Nhiều bầu quá. Nhiều bầu này là của ta. Bầu. Trời ơi. Trời ơi. Tại sao vậy? Tại sao khô hết như vậy? Ông trời ơi, đúng là ông không thương tôi thiệt rồi. Bầu mới qua một đêm mà sáng nay bầu đã khô như vậy. Không, ông trời, tôi không chịu thua ông đâu. Ông không cho tôi ăn bầu tươi, tôi sẽ lấy hạt bầu khô, tôi đem về cho mẹ tôi ăn cầm hơi. Lúa. Lúa. Đúng là kỳ diệu. Toàn cho lúa. Ông trời ơi, ông cho con phải không ông trời? Con cảm ơn ông trời. Con cảm ơn ông trời. Chị ngồi đây nghỉ nghe chị nha. Xuống. Chị ráng ăn miếng cháo đi nha, cho nó khỏe nha chị. Cảm ơn em. Mấy ngày nay á, mà không có em cho cháo ăn á, chắc là chị chết mất á. Có gì mà ơn với nghĩa chị. Em còn nghèo khổ, cho nên chị có nấu cháo thôi. Chứ nếu mà có cơm á, mấy ngày hôm nay chị ăn chắc là mau lại sức lắm á. Có cháo ăn á là chị mừng lắm rồi. Sao mà cái thằng Tần nó đi lâu quá mà không thấy nó về. Nó ở trong rẫy, coi chừng mấy cái lúa giống đó. Chắc là nó đợi lúa mọc xong xuôi rồi nó mới về đó chị. Lúa gieo thì không có nảy mầm em ơi. 2 lần thất bại. Toàn là cỏ không à. Con về rồi nè mẹ. Nó mẹ về rồi kìa chị. Con mang lúa về đây. Nhà mình không còn đói khổ nữa đâu mẹ. Con. Dạ. Con hãy đem lúa gạo này trả lại cho người ta. Mẹ không nỡ ăn cơm gạo mà không phải là công sức của mình làm ra. Thà là mẹ chết đi cho rồi. Chứ nhìn cảnh mà con đi vay lúa cho mẹ ăn thì... Mẹ à. Mẹ hiểu lầm con rồi. Đây lúa này đó, con không có vay mượn ai hết á. Lúa của rẫy nhà mình đó mẹ. Con đi gieo lúa, lúa không mập. 2 lần con đi vay với trưởng làng mà mẹ không biết hay sao. Mà con nói đây là lúa của rẫy mình. Chị, nếu mà thằng Tờ nó đã nói như vậy chắc là đúng rồi đó. Đâu chị thử theo nó lên rẫy coi. Mẹ đi với con nha mẹ. Mẹ đi với con. Mẹ đi với con. Bà về bà nói với thằng Tờ á là ta đồng ý gả con gái của ta cho nó với điều kiện nó giao cả đất đai của nó và một rừng bầu của nó cho ta. Trời, ông nghĩ sao vậy hả? Ông nghĩ sao mà ông gả con gái mình cho? Ta nói thì ta giữ lời, bà cứ về nói lại với thằng Tờ cho nó rõ. Dạ, tôi sẽ về nói lại. Về đi. Dạ thưa ông, tôi về. Nè, tại sao mà ông đem gả con gái mình cho thằng Tờ mà chỉ đủ lấy một cái rừng bầu không vậy hả? Ông trả lời cho tôi đi. Sợ gì tôi đánh đổi cả một cái cơ ngơi này với con gái
để tôi lấy cái rừng bầu của nó. Là vì trái bầu của nó là trái bầu rất là thần kỳ. Chỉ cần trẻ một trái bầu ra thôi là hạt giống sẽ tràn đầy hết cái sân này của mình. Bà hiểu không? Ông nói sao? Một trái bầu? Ừ. Mà coi như là đập trái bầu ra còn đổ thóc giống đầy cái sân. Ừ. Vậy là cả vườn bầu nó cho rất là nhiều thóc giống. Ừ. Trời ơi! Có nghĩa là... Nghĩa là cái trái bầu thần kỳ nó cho được hạt giống thì nó có thể nó cho luôn cả vàng bạc đá quý, bà hiểu không? Đất đai của nó bây giờ là trù phú tốt lắm. Dân các nơi về đó lập nghiệp. Thì khi đó ta sẽ là vua một cõi. Ta sẽ giàu sang phú quý. Thì mắc mớ gì phải gả con gái cho ta của con trai của quan tri phủ. Mình gả con của thằng Tờ. Ừ. Thì của cải và cái cơ ngơi này sau này là của con mình chứ của ai, phải không? Lo gì mà lo nữa. Dạ, dạ, đây là rừng bầu của con nè ông bà. Trời ơi, wow. trời ơi, bầu nhiều quá. Trời ơi, con ơi. Dạ. Bao nhiêu đất đai là con trồng bầu hết hả con? Dạ, con không cần cực khổ như vậy đâu. Con chỉ gieo hạt một lần, rồi nó tự mọc dây phủ kín cả cái rễ này. Dạ. Vậy chứ cái rừng bầu này của con á, bề ngang bao nhiêu, bề dài bao nhiêu vậy rễ? Dạ, thưa trưởng làng, con không có đo chính xác. Ừ. Con chỉ ước tính là ngang và dài á. Rộng gấp đôi đất của trưởng làng thôi ạ. À. Vậy là rễ đồng ý là trao đổi cái cơ ngơi của ta với cái cơ ngơi của rễ cùng với cái rừng bầu này đúng không? Dạ, con thưa trưởng làng và bà trưởng làng. À. Con yêu tím thật lòng và con muốn cưới cổ làm vợ. Chính vì vậy á, con chấp nhận mọi điều kiện của trưởng làng đưa ra. Vậy là cái văn tự mà con đồng ý là trao đổi cái cơ ngơi của ta với lại cái cơ ngơi cùng cái rừng bầu này của con, hen, giờ con điểm chỉ vào để làm thân. Dạ, chỉ cần điểm. Đẹp quá. Bà ơi. Hả? Bà nhanh tay quá. Nhanh tay để mà sớm làm lễ cưới cho tụi con chứ. Ta tổ chức đám cưới cho tụi con lớn nhất từ trước tới nay. Dạ, thiệt vậy hả? Con cảm ơn nhạc phụ nhạc mẫu. Bây giờ con xin phép nhạc phụ nhạc mẫu cho con qua nhà thăm tím. Dạ, vậy con xin phép. Vàng. Dạ. À, trước khi đi đưa cái danh tự cho cha. Dạ. Ông đi lẹ đi con. Dạ, vậy là con đi được rồi hả? Đi. Dạ, vậy con xin phép con đi qua thăm tím. Đi con. Trời ơi. Bà ơi là bà. Trời ơi. Không thể tưởng tượng được bà ơi. Trời ơi cưng quá ông ơi. Trời ơi mấy trái bọc dễ thương gì đâu á ông ơi. Tôi muốn ngủ đây luôn quá. Gì vậy? Giăng cái mùng cho tôi ngủ đi. Thôi đừng có gì cũng được. Ông ơi. Đập liền cái bầu cho tôi thấy. Tôi muốn chứng kiến cái bầu đầu tiên. Nó thật là nhiều lúa giống từ ở trong tuôn ra. Thóc giống tràn ra. Vàng bạc ngọc ngà nó tràn ra. Trời ơi tôi tưởng tượng lúc đó tôi là giàu sang nhất trên cái thế gian này. Không còn ai bằng tôi nữa. Tôi là vua của cái xứ này. Đúng rồi, ông là vua, tôi là hoàng hậu. Đó, để ta đập thử cái bầu. Cái này đập thử trái bầu. Trời ơi, trái bầu nó đẹp không thể tưởng tượng được bà ơi. Đẹp hơn cái bầu bình thường. Đập một cái đi trời. Đập ngang, bình tĩnh ngang, bình tĩnh. Trời ơi! 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 Trời con hổ nay đã thành tinh, giết chết không biết bao nhiêu là mạng người. Bao nhiêu thợ săn lão luyện cũng không giết được nó. Để cho công bằng, ta đã cho rút thăm để chọn người đi diệt hổ tinh. Lần này bốc thăm được hai người, đó là Tứ Bình và Nhất Chu. Ừ.
Người giết được Hổ Tinh, ngoài phần thưởng là nhà cửa, ruộng vườn, vàng bạc châu báu, sẽ còn được phong thêm chức đô đầu. Ta chúc hai người mau chóng lập được chiến công. Dân làng chúng tôi chờ tin tốt của hai người, phải không bà con? Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cha, lần này con xin vĩnh biệt cha. Nếu như con đi mà không về, cha nhớ ngày này năm sau làm đám giỗ cho con nghe cha. Ơi, đừng có nói bậy, nó bậy, nó bậy, nó bạ không à. Nhưng mà lần này con quyết tâm diệt Hổ Tinh cha. Thôi mà, đừng có nói bậy như vậy nữa chưa. Nghe cha dặn nè, lỡ mà vô rừng đó gặp hổ đó thì nhớ lời cha dặn nghe chưa. Con biết rồi, nói hoài. Bà sẽ lo cho con. Thôi chạy lên đi. Chúc anh lên được bình an. Cảm ơn anh Tâm. Anh Tâm à, tôi mồ côi cha, mồ côi mẹ, không người thương thích. Nếu lỡ như tôi không về, căn nhà của tôi sẽ nhường lại cho anh. Anh hãy... Thôi, anh đừng có nói như vậy. Anh sẽ về, về với tôi, về với mọi người nữa. Đúng không mọi người? Đúng rồi, đúng rồi. Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa. Hai người hãy mau khởi hành đi. Giỡn nghe con. Anh Nhất Chung, lần này tôi và anh nhất định phải đã được Hổ Tinh. Nhất định. Nhớ nha con. Con đi nha cha. Nhớ lời cha dặn nha con. Cha cứ yên tâm. Cha nhớ con nhiều lắm á. Nhớ nha con. Ở trong rừng có con mèo lớn lắm. Không phải tiếng mèo đâu, tiếng hổ gầm đó. Hả? Tiếng hổ hả? Là con Hổ Tinh hả? Em đi tìm nó. Khi nào cái tiếng em gọi, anh nhớ nó tiếp ứng cho em nha. Tiếp ứng hả? Tôi không biết có chạy nổi không. Làm sao tiếp ứng được? Nhớ nha. Cũng được. Anh đi kiểm tra vòng vòng gần tôi nha. Tôi biết rồi. Anh Chú ơi, con hổ, anh Nhân Châu ơi, cứu tôi, con hổ. Hổ Tinh chết à? Là giết được Hổ Tinh rồi. Anh xuống đi. Hổ Tinh thôi. Hổ Tinh thôi. Hổ Tinh. Anh đi chú. Tôi đã giết được con hổ rồi. Anh yên tâm đi, anh đừng sợ nha. Rồi chết rồi. Ừ, đi. Tôi giết nó rồi. À mà khoan đã. Hả? Chúng ta không cần phải đem xác con hổ chia cho nặng nhọc. Chỉ cần mình đem cái đầu nó về đưa cho làng là được nhận thưởng rồi. Ừ, đúng rồi.
đúng không? Ồ, để cho em. Người giết được Hổ Tinh sẽ được ban thưởng nhiều bổng lộc. Không để Nhất Chu sống sót để chia đôi bổng lộc với mình được, mình phải giết hắn. Ta đi thôi. Ta đi thôi. Anh Tư Bình, anh Tư Bình. Mình mới là người giết Hổ. Nhi ơi, con Hổ. Hình như là nó đã chết. Có người đã chặt đầu của nó. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi. Chàng ơi, chàng, chị ơi, hình như chàng ta bị thương nặng. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Em ơi, hay là chúng ta đem về nhà, xin mẹ cứu giúp. Nhưng chàng ta là người trần, làm sao đến nơi trú ẩn của chúng ta được? Chị tin là mẹ sẽ đồng ý. Chúng ta hãy mau đem chàng về nhà đi. Con xin cảm ơn nhà nương đã cứu mạng. Công ơn này con không biết đến khi nào có thể đền đáp được. Không cần con đền đáp ơn, mà ta cứu mạng sống của con á, ta rất vui rồi. Bây giờ ta giúp con bằng cách là cho anh và Vũ Vũ đưa con đi khỏi đây ngay. Vì nếu chuyện này bị lộ ra thì cả nhà ta sẽ bị liên lụy đó. Nơi đây là Thâm Sơn Cùng Cốc, Dương Quốc có lời anh Vũ, người phàm trần không được bén mảng tới. Nếu mà để họ phát hiện, họ sẽ đuổi mọi người trong nhà này ra khỏi nơi đây và không bao giờ trở lại. Con cảm ơn mọi người đã cứu mạng con. Con sẽ đi liền bây giờ để mọi người khỏi bị liên lụy. Trong này có thuốc men và một ít lương thực, chàng hãy cầm lấy đi đường. Cảm ơn nè. Con xin tạm biệt. Ta cho anh và Vũ Vũ dẫn con đi đường tắt đến bìa rừng để tránh bị lộ. Con phải hứa với ta không được kể với ai về cuộc hộ ngộ này, nghe chưa? Dạ. Dạ nương yên tâm, con xin hứa dù con có chết con cũng không bao giờ để tiết lộ đâu ạ. Con xin cứu biệt. Chàng ơi, chàng có sao không? Đau quá. Ta thấy vết thương của chàng chưa lành hẳn, chàng còn yếu chưa lắm. Bây giờ nếu như chàng trở về làng, Tứ Bình mà biết chàng vẫn còn sống, chắc chắn là sẽ hãm hại chàng thêm một lần nữa. Thưa mẹ, chàng bị kẻ xấu hãm hại thật đáng thương. Chúng ta có cách nào giúp chàng lấy lại công bằng không mẹ?
Hoàn cảnh của con á, thật là đáng thương. Ta chỉ có cách giúp con là cho anh đi theo con để chăm sóc vết thương của con và đối phó với tên ác nhân ác độc kia. Nhưng có thành công hay không á thì ta không biết được. Mẹ, mẹ cho con theo chị anh nha. Có hai người á sẽ giúp chàng dễ dàng hơn. Con á, tu luyện chưa đủ thời gian để lộ diện ở trên trần gian. Chỉ có anh á mới có thể giúp Nhất Chu thôi. Anh à. Dạ thưa mẹ. Con nghe lời mẹ dặn nè. Con ở với trần gian chỉ được 7 ngày thôi. Sau đó con phải quay về nhà ngay nha. Nếu còn ở trên đó quá 7 ngày thì con sẽ hiện hình là chim anh Vũ, không thể trở về thế giới loài chim được. Dạ thưa mẹ, con sẽ trở về đúng như lời mẹ dặn. Con thì thông minh nè, lanh lợi nè. Ta tin con sẽ thành công. Thôi, các con đi mau đi. Đừng có lần trần ở đây á, có nhiều cái bất lợi lắm. Đi đi con. Dạ, con cảm ơn dạy nương. Công ơn này, con nhất định sẽ đền đáp. Chị với anh, mau đi đi. Dạ, với mẹ con đi. Các con đi. Anh Tam ơi, anh Tam tới rồi. Anh Tam à? Ai ấy? Anh Tam. Má, Trường Lan, Trường Lan ơi, má, Trường Lan ơi, Trường Lan, Trường Lan ơi, má, Trường Lan ơi. Tại sao Quỳnh ấy thấy chúng ta lại bỏ chạy? Quỳnh cũng không biết nữa. Nhưng mà nàng yên tâm đi. Anh ta sẽ quay lại liền mà. Chỉ cần đến 1, 2, 3 thôi, anh ta lập tức quay lại. 1, 2, 3. Chứng là, anh ta nghe nghe. Chứng là, vô đi. Chứng là ơi, ông ba nhất chu thiệt nhiệt. Chứng là ơi, chứng là ơi. Kê, chứng là ơi, chứng là ơi, chứng là. Chứng là ơi. Chứng là, ông ba nhất chu của chứng là ơi. Trời ơi, nhất chu, nhất chu. Cơm canh vàng bạc nên cúng thư gà đấu cho người đầy đủ. Tại sao người hiền hồn này người nhát ra Nhất Chu ơi, Nhất Chu. Anh Tam à, anh làm sao vậy? Tôi là Nhất Chu, tôi còn sống đây nè. Còn sống thiệt không? Còn sống thiệt chứ là ơi, còn sống thiệt. Sao Tư Bình nói anh chết rồi mà? Chính quan đô đầu Tư Bình nói là cậu đã chết. Khi thấy Hổ Tinh, vì quá sợ hãi, cậu đã bỏ chạy và rớt xuống vực sâu. Chẳng những như vậy, Tư Bình còn xách đầu Hổ Tinh về đây, còn nhận thưởng lãnh chức đô đầu nữa. Tư Bình nói là khi tôi thấy Hổ Tinh, tôi hoảng sợ tôi bỏ chạy rồi rớt xuống vực sâu à? Ừ, đúng vậy. Tư Bình được nhận chức đô đầu à? Đúng rồi. Không đúng. Chính tôi mới là người đã giết Hổ Tinh, và chính tôi đã chặt đầu con hổ đó. Nhất Chu, Nhất Chu, tại sao ngươi dám dùng những lời bịa đặt như vậy để xúc phạm bổn quan hả? Tư Bình, có phải khi ngươi thấy Hổ Tinh, ngươi quá hoảng sợ leo lên cây mà trốn đúng không? Cấm miệng, Nhất Chu. Nếu ngươi còn ăn nói sằng bậy vu khống bổn quan, bổn quan sẽ bắt ngươi tống giam vì tội dám xúc phạm đô đầu này. Ngươi không cần bắt ta, chính tự tôi lên công đường đánh trống kêu quan. Thưa đại quan, Hổ Tinh là do tôi giết, và cũng chính tay tôi chặt đầu Hổ Tinh đem về trình với quan lớn. Chính tên Nhất Chu này đã dùng lời bịa đặt để mà vu khống tôi. Xin đại quan hãy trừng trị hắn để làm gương cho kẻ khác. Theo ta nghĩ, vì quá sợ hãi Hổ Tinh, Nhất Chu đã chạy vào rừng sâu và bị lạc, đến hôm nay mới tìm được đường về nhà. Do quá hoảng loạn đã gây chấn động tâm lý, khiến hắn có ảo giác là chính mình là kẻ đã giết Hổ Tinh. Không phải, thưa quan, chính tôi mới là người đã giết Hổ Tinh. Còn tới Tứ Bình này,
mới là kẻ hèn nhát. Thưa quan. Nghe ta phân xử đây. Con Hổ Tinh thì rất hung dữ, đã giết chết không biết bao nhiêu là mạng người. Nay Nhất Chu còn mạng trở về, âu cũng là phước lớn mạng lớn. Ta sẽ không phạt ngươi, nhưng từ đây ngươi sẽ không được nhắc đến chuyện giết hổ nữa. Nếu trái lệnh, ta sẽ bắt giam ngươi vào ngục. Lúc đó đừng trách sao ta vô. Thưa quan, ta đã phân xử xong, tất cả giải tán. Con của cha hay quá. Thứ dân đen mà đi kiện quan, mà lại quan con nhà giàu nữa. Con ơi, Tứ Bình, con của cha giỏi quá. Tứ Bình là công tử con nhà giàu, trói gà còn không chặt. Khi hắn đem đầu hổ về, ta đã thấy ngờ ngợ. Nhưng tên Nhất Chu kia lại không đưa ra được chứng cứ gì để minh oan cho hắn. Trong việc này chắc chắn còn nguồn khúc gì đây. Nhất Chu! Nhất Chu đâu? Nhất Chu! Nhất Chu đâu? Ra đây cho ta giải việc. Nhất Chu, ngươi đã nghe quan huyện xử rồi đó. Từ nay trở về sau, ta còn nghe ngươi nhắc ngươi đã hổ nữa, ta sẽ tống ngươi vào ngục ngay lập tức, biết chưa? Ngươi đừng vội đắc thắng. Ngươi là một kẻ hèn nhát thì làm sao mà dám làm đô đầu được. Ta chết nhát, ai biết, ai hay. Ngươi biết ta chết nhát, vậy ngươi hãy đem bằng chứng ra cho ta coi. Không có bằng chứng chứ gì. Vậy thì ngươi phải câm miệng lại, bằng không tính mạng của ngươi ta sẽ không để yên đâu. Mạng của ngươi nằm trong lòng bàn tay của ta. Ngươi! Nếu ngươi biết điều, ta sẽ cho ngươi con đường sống. Ngươi ức ức lắm hả? Huynh, huynh bình tĩnh đi. Kẻ đã cứu người thoát chết lại. Dạ. Dạ. Kính bẩm quan huyện, người ân nhân đó chính là nhân chứng để giúp người minh oan. Tại sao người lại không nói ra? Dạ, kính mong đại quan tha tội. Bởi vì tiểu nhân đã hứa với ân nhân là không được tiết lộ danh tính của ngài. Nếu vậy thì ta không giúp gì được cho ngươi, cho dù ta có biết rõ đích thực kẻ đã hổ là ai đi chăng nữa. Bẩm đại quan, hãy cho Nhất Chu có cơ hội được giải quan, tên Tứ Bình nhất định sẽ rõ chân tướng. Bằng cách nào? Hiện tại chúng tôi không thể nói ra được, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ lên phủ để bẩm với quan sao. Thôi được rồi, ta sẽ giúp các ngươi làm rõ chân tướng sự việc. Dạ, đội ơn đại quan. Dạ, cảm ơn đại quan, cảm ơn đại quan. Thôi, lo nghĩ gì nữa, đại quan đã hứa rồi, giúp đỡ mình rồi, lo nghĩ làm chi nữa cho mệt. Ủa, Nhất Chu, cô đưa người lạ vậy? À, đây là anh là muội muội của tôi. Cô ấy xin ở một thời gian ngắn, chờ người nhà tới đó. À, ở nhà mình tá túc thời gian cái gì? Cô nương cứ yên tâm ở đây, đây chỉ có hai anh em tôi à. Ừ, ở đây đi, không sao hết trơn. Thôi, tôi vô trong tôi dọn dẹp nha.
Mụi nói lại có cách giúp ta sao? Nhưng mụi chỉ ở đây mấy ngày thôi mà. Hiện tại thì mụi chưa nghĩ ra, nhưng mà chắc chắn là sẽ có cách. Huynh đừng có lo lắng quá. Mụi mới tới đây thôi nên chưa quen đường xá đi lại. Tốt nhất là mụi đừng ra ngoài khi chưa có sự cho phép. Mụi biết. Huynh đừng có lo cho mụi. Mà Huynh trở về rồi, Huynh tính làm gì để kiếm sống? Trước đây Huynh làm nghề đóng củi. Có lẽ là Huynh sẽ làm tiếp công việc này. Bây giờ tạm thời hàng ngày Huynh vào rừng đóng củi rồi đem ra chợ bán. Mụi thấy sao? À, mụi làm bánh rất ngon. Hay là mụi làm bánh cho Huynh đem ra chợ bán. Như vậy công việc sẽ đỡ cực nhọc hơn là đi đóng củi nhiều. Nếu mụi nói như vậy thì mình thử coi sao. Sao muốn không về đi? Đừng theo ta như vậy, sẽ bị lộ diện ở chốn đông người, không tốt đâu. Huynh cứ yên tâm, mỗi sao không làm phiền Huynh đâu. Anh Anh à, anh Anh, mỗi đâu rồi? Anh Anh, ta hiểu rồi, vậy nàng hãy chịu khó nằm im trong đó nha. Dừng lại. Vào thưa với quan huyện, có đô đầu Tứ Bình xin gặp. Dạ. Nhất Chu, sao ngươi đã chịu an phận rồi hả? Chịu đi bán bánh rồi hả? Bánh tôi làm ngon lắm, mời đô đầu dùng thử. Như vậy là ngươi đã an phận thật rồi. Mà nếu như ngươi an phận như vậy thì ta sẽ cho ngươi con đường sống. Mỗi ngày ta sẽ cho gia nhân ra đây mua bánh để giúp ngươi. Nào, bây giờ hãy lấy bánh thử cho ta coi. Ăn có ngon không? Ta sẽ mua hết cho ngươi. Mẹ ơi, con hổ. Hổ kìa, con hổ kìa. Bay đâu, giết hổ cho ta. Nhất Chu, giết hổ cho ta. Trời ơi, hổ. Giết hổ cho ta. Nhất Chu, cứu ta. Cứu ta. Cứu ta. Hổ, cứu ta, cứu ta. Chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại ồn ào trước cửa quyền đường như vậy? Hoàng Lân ơi, có hổ kìa. Kêu người giết hổ đi Hoàng Lân. Kêu Nhất Chu giết hổ đi Hoàng Lân. Kêu Nhất Chu giết hổ đi Hoàng Lân. Hổ đâu? Ta có thấy hổ nào đâu? Có hổ trong giống gánh kìa. Giết hổ đi. Tôi sợ con hổ lắm. Tôi sợ con hổ lắm. Sao lại kêu Nhất Chu giết hổ? Nhất Chu thì làm sao giết được hổ? Nhất Chu giết được. Con hổ tinh trong rừng là do Nhất Chu giết. Ôi, thì ra là vậy. Trời ơi, chuyện là như vậy à. Tư Bình, ngươi hãy nhìn xem đây là con gì. Bây giờ thì ai là người giết Hổ Tinh đã rõ. Lính Đông. Dạ. Lập tức bắt giam Tư Bình, chờ ngày ta phân xử. Dạ.
tên Tứ Bình thì chói gà không chặt nữa mà dám cướp công của người khác. Thiệt tình gì đấy. Mọi chuyện đến nay đã được sáng tỏ. Chính Nhất Chu là người đã có công giết Hữu Tinh và là người xứng đáng được trọng thưởng. Còn Tứ Bình là một kẻ hèn nhát nhưng mưu mô xảo quyệt, vì muốn cướp công của kẻ khác hắn sẵn sàng ra tay tàn độc. Tội ác này cần phải trừng trị thích đáng để làm gương cho kẻ khác. Trước khi ta phân xử, ta muốn hỏi Tứ Bình, ngươi có nhận tội cướp công kẻ khác và ra tay giết người hay không? Dạ con xin nhận tội. Con biết lỗi của mình rồi, con xin quan hãy tha tội cho con. Ngươi đã nhận tội, ta tuyên bố bãi bỏ chức đô đầu của Tứ Bình, tịch thu toàn bộ tài sản, đồng thời bị tống giam vào ngục 3 năm. Lính đâu? Y lệnh. Cha ơi, cứu con cha ơi. Còn Nhất Chu. Dạ, có Thảo Dân. Vì ngươi có công diệt được Hổ Tinh, ta sẽ phong cho ngươi làm chức đô đầu, đồng thời được hưởng toàn bộ tài sản bị tịch thu của Tứ Bình. Ta mong ngươi hãy dùng tài năng và sức lực của mình để bảo vệ sự bình yên cho dân làng. Đa tạ quan huyện. Mong một ngày đền đáp. Chu huynh đừng có nói vậy. Gặp người hoạn nạn, giúp đỡ là việc phải làm. Chu huynh đừng có áy náy. Muội xin chúc cho Chu huynh luôn là một vị quan tốt. Những kẻ gian ác phải được trừng trị thích đáng. Chị, mình đi thôi chị.